Hôm nay tôi cũng rất vinh dự là sẽ được cùng tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp trao đổi về một cái chủ đề mà cũng hết sức là cơ bản và cũng hết sức là quen thuộc trong cái vấn đề khám và chẩn đoán bệnh nhân glaucoma. Và với cái nội dung của bài hôm nay thì tôi sẽ trình bày với các anh chị là đến các anh chị cái những cái dấu hiệu của tổn thương của gai thị mà điển hình của bệnh glaucoma, cách nhận biết những cái dấu hiệu đó và cách đánh giá cái ý nghĩa của mỗi một cái dấu hiệu, tức là cùng là dấu hiệu nhưng mà cũng có thể có những cái mà có dấu giá trị cao nhưng cũng có cái thì giá trị nó thấp hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ so sánh cả những cái gai thị bình thường cũng như là chẩn đoán phân biệt với cả một số cái bệnh lý thần kinh khác mà không phải là glaucoma. Rất mong là qua cái bài trình bày ngày hôm nay thì các chị cũng sẽ có một cái khả năng chắc chắn trong cái việc mà đánh giá cái gai thị của cô, vì đây là một cái chẩn đoán, một cái dấu hiệu rất quan trọng trong cái việc chẩn đoán bệnh của cô cũng như là theo dõi tiến triển của bệnh. Tôi xin bắt đầu vào bài trình bày ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu, tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Anh Tuấn, là giảng viên của bộ môn mắt trường Đại học Y Hà Nội và hiện đang làm giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản. Và tôi xin được bắt đầu chia sẻ màn hình để đi vào bài ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng 3, chúng ta đang trong cái tuần lễ glaucoma thế giới. Đây là một cái hoạt động mà thường niên của Hiệp hội glaucoma thế giới với cái mục tiêu là nâng cao cái nhận thức về bệnh glaucoma không chỉ là của cho những cái người bệnh, những người dân nói chung mà cho ngay cả những cái bác sĩ nhãn khoa, bởi vì có rất nhiều bác sĩ nhãn khoa nhưng mà chúng ta cũng không phải đi sâu lắm vào chuyên ngành glaucoma, cho nên là đây cũng là cái tuần lễ mà để chúng ta trau dồi thêm những cái kiến thức về bệnh glaucoma. Và đặc biệt thì trong cái tuần lễ này thì là người ta đẩy mạnh những cái hoạt động thông tin tuyên truyền ở trên các phương tiện thông tin đại chúng như là đài báo internet để cho những người dân bình thường cũng có thể tiếp cận được và người ta hiểu được cái sự nguy hiểm của bệnh glaucoma, và từ đó người ta sẽ đến với các bác sĩ nhãn khoa để chúng ta sẽ phát hiện được sớm, chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời cho họ. Cái tổn thương glaucoma thì chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều rồi, thì có gồm có ba cái nhóm tổn thương cơ bản. Đấy là thứ nhất là về đầu dây thần kinh thị giác hay còn gọi là tổn thương ở gai thị, thứ hai là tổn thương thị trường, và thứ ba là vấn đề về nhãn áp. Thì trong cái những cái nội dung lần lượt từng bài một thì chúng tôi sẽ phân công nhau để trao đổi lần lượt những cái nội dung này, và với cái bài ngày hôm nay thì tôi xin trình bày về cái tổn thương của gai thị, đầu dây thần kinh thị giác. Thì để đánh giá được cái đầu dây thần kinh thị giác thì chúng ta có thể có những cái phương pháp như là soi đáy mắt hình thẳng, tức là dùng cái máy soi đáy mắt cầm tay ấy, để chúng ta soi đáy mắt. Và theo khuyến cáo của Hiệp hội Glaucoma Thế giới thì khi soi đáy mắt để chẩn đoán bệnh glaucoma là chúng ta nên dùng thuốc giãn động từ. Để sẽ khi tôi nói điều này thì sẽ có một số bạn thắc mắc và em cứ nghe các thầy nói là glaucoma thì là đồng tử giãn nó lên cơn của glaucoma thì sao? Đấy, thì chúng ta lại tra thuốc giãn động từ thì nó có nguy cơ gì không? Thì đúng là trên thực tế thì cũng có một số trường hợp là khi mà chúng ta tra thuốc giãn xong nó có thể dẫn đến một cái cơn glaucoma do như là chúng ta làm thử nghiệm. Thế còn đâu trong đại đa số trường hợp thì cái việc giãn động từ nó sẽ giúp chúng ta đánh giá một cách chính xác hơn rất là nhiều so với cả việc khám mà không giãn động từ. Nói thế thì không có nghĩa là không giãn thì chúng ta không soi được. Có rất nhiều người chúng ta vẫn có cái khả năng đó, không cần đồng tử giãn thì chúng ta vẫn soi một cách chính xác và đầy đủ cái không chỉ gai thị mà có thể đánh giá được cái bộ phận khác ở đáy mắt nữa. Tuy nhiên đối với đa số các bác sĩ thì chúng ta nên tra giãn đồng tử rồi hẵng soi đáy mắt. Thế còn những cái trường hợp mà chẳng may nó lên cái cơn tăng nhãn áp thì chúng ta hãy coi như đấy là một cái thử nghiệm glaucoma, và nhờ cái thử nghiệm đấy mà chúng ta phát hiện được ra bệnh nhân này là có khả năng bị glaucoma rất là cao, và chúng ta sẽ bình tĩnh, chúng ta dụng thuốc hạ nhãn áp để điều trị cho những cái đối tượng đó, cũng giống như là chúng ta cắt cái cơn glaucoma khi người ta đến với mình thôi.
Thì sau khi ra thuốc giãn xong thì cái phương pháp mà soi đáy mắt hình thẳng thì nó bây giờ chúng ta cũng ít sử dụng, bởi vì cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt lắm, và cái về cái thẩm mỹ chúng ta cứ dí vào mặt bệnh nhân nó cũng không được đẹp lắm. Thì phổ biến bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng soi đáy mắt hình đảo trên sinh nhiệt vi, hoặc là nếu mà dùng scan pen thì đối với glaucoma cô mà chúng ta không cần, chúng ta khám là trên sinh nhiệt vi được rồi, thì có thể sử dụng kính là 60 diop, 78 hoặc 90 diop. Thì tí nữa chị Nga thì sẽ gửi quà cho các bạn nào mà có trả lời nhanh và đúng câu hỏi thì sẽ được cái kính này để chúng ta soi đáy mắt cho bệnh nhân. Có thể dùng kính tiếp xúc Goldmann, nhưng đối với cả khám sàng lọc thì người ta cũng không khuyến khích là không nên sử dụng những cái kính tiếp xúc, bởi vì nó rất mất thời gian trong cái khâu vệ sinh mắt, và nó cũng và nếu vệ sinh nó không đảm bảo thì nó sẽ là cái nguy cơ truyền bệnh, và như thế thì nó cũng gây khó khăn cho bệnh nhân và cũng mất cái uy tín của chúng ta. Thế còn cái phương pháp mà tốt nhất và lý tưởng nhất thì đấy vẫn là chúng ta cứ chụp cái gai thị lên, sau đó cho lên máy tính, chúng ta zoom lên to, zoom nhỏ, xoay dọc, xoay ngang, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta sẽ đánh giá cách đầy đủ và chính xác nhất cái hình ảnh của gai thị. Thì còn nếu mà trường hợp chúng ta không có cái máy chụp đáy mắt, chụp gai thị, chúng ta hoàn toàn có thể soi đáy mắt bằng kính soi đáy mắt hình đảo và sau khi giãn động từ. Thì để nhận định những cái tổn thương của glaucoma thì chúng ta tuân theo cái nguyên tắc 5 chữ A, 5 chữ R, tức là 5A, đọc là 5A rule, tức là nguyên tắc 5 chữ R. Trong đó cái chữ R đầu tiên tức là scleral ring, là quan sát vòng củng mạc, là cái vòng là cái giới hạn ngoài của gai thị. Cái chữ R thứ hai là ring, tức là đánh giá cái viền thần kinh thị giác, đấy là cái nhu mô thần kinh. Chữ R thứ ba là ANFL, tức là retinal nerve fibro optic layer, tức là quan sát cái lớp sợi thần kinh ở bên xung quanh gai thần kinh. Thứ tư là chúng ta phải quan sát cái vùng thoái hóa cạnh gai, tức là retinal of papular atrophy, PPA. Và cuối cùng thì là chúng ta tìm cái dấu hiệu là xuất huyết ở gai thị hoặc ở cạnh gai thị, retinal and optic hemorrhage. Tôi sẽ trình bày lần lượt từng cái chữ R một. Cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cái bờ của gai thị bằng cách là quan sát cái vòng củng mạc. Thì vòng củng mạc nó là một cái vòng tròn trắng, nó nhạt màu hơn so với cả cái võng mạc và cũng như là cái nhu mô của gai thị ở phía trong. Nó chính là cái ranh giới ngoài của cái gai thị. Để muốn đánh giá gai thị, đầu tiên chúng ta phải xác định cái bờ ngoài của nó và nó đi đến đâu. Thì khi nhìn thấy cái vòng trắng này, cái màu sáng này, thì chúng ta nhận định được ngay là đấy là cái giới hạn ngoài của gai thị, và từ đó chúng ta sẽ biết được cái gai thị này nó là gai thị lớn hay là nhỏ hay là trung bình. Đấy. Là lần lượt nhìn ở các góc. Thứ hai là chúng ta xác định cái bờ của lõm gai. Thì đối với cả trường hợp bình thường ấy, thì chúng ta thấy là cái lõm gai ở giữa thường nó có màu trắng, tức là nó bạc màu hơn những cái vùng gai thị có nhu mô, tức là vùng rim thì nó đỏ hơn. Thế còn cái vùng mà lõm gai thì nó trắng hơn. Thế tuy nhiên trong glaucoma thì nhiều khi nó lại không phải như vậy. Tức là cái vùng lõm gai có thể nó rộng hơn cái vùng bạc màu. Nghĩa là cái vùng lõm gai nó trùm bên ngoài cái vùng bạc màu. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn một cái bạc màu mà chúng ta tưởng đây là lõm gai thì có thể chúng ta sẽ nhận định sai. Và chúng ta phải dựa vào cái vị trí của cái mạch máu nó đổi hướng. Thế tại sao mạch máu nó đổi hướng? Vì đây nó là cái hố, nó đi từ đáy hố đi lên, giống như là cái cốc. Nó đi từ đáy cốc, nó theo thành cốc, nó đi lên và đến bờ cốc, thì đấy là cái mặt trên của gai thị, thì nó bò ra ngoài để cái mạch máu nó như vậy. Các chị nhìn đây một cái mạch máu nhỏ đấy. Thì như vậy là chúng ta nhìn cái chỗ gập khúc của mạch máu này, thì cái vị trí này chính là cái vị trí của cái lõm gai, còn cái vị trí này thì chính là cái đáy của cái gai thị. Và đây là trên cái mạch máu này, người ta nhìn thấy rất rõ. Và thường là chúng ta dựa vào những cái mạch máu nhỏ thì sẽ xác định nó dễ hơn, vì cái nhìn cái sự đổi hướng của nó chính xác hơn là những cái mạch máu lớn. Nhiều cái mạch máu lớn thì nó sẽ uốn và chúng ta không nhìn thấy cái sự rõ, cái sự gập góc của nó. Thường chúng ta dựa vào cái mạch máu nhỏ. Đấy. Và sau khi xác định được cái vòng củng mạc, tức là cái bờ ngoài của gai thị, cũng như xác định được những cái vị trí mà mạch máu đổi hướng, là chúng ta sẽ xác định những cái bờ của lõm gai. Và như vậy là chúng ta đã nhìn thấy một cái bộ mặt là khá là trọn vẹn của cái gai thị rồi đây. Và
chúng ta sẽ đánh giá cái tỷ lệ giữa cái đường kính của lõm gai so với cả cái đường kính của gai thị. Cái đấy người ta gọi là tỷ lệ C trên D, hay là viết là CDR, tức là CD ratio, là cup trên disc đấy. Thì trong đó D tức là đường kính gai, là nó có hai cái giá trị đường kính ngang và đường kính dọc. Đấy. Cái C tức là cup, tức là đường kính của lõm gai, thì cũng tương tự như thế, nó có hai cái giá trị là lõm gai, đường kính của lõm gai theo chiều ngang và đường kính lõm gai theo chiều dọc. Ở đây chúng ta thấy ví dụ trên hình, ví dụ đây là lõm, chúng ta đánh giá cái lõm theo chiều dọc. Cái tỷ lệ C trên D này sẽ được tính theo để thập phân. Nếu mà chúng ta chia cái gai thị, kích thước của gai thị ra làm 10 phần, thì chúng ta sẽ ước tính xem là cái lõm gai nó chiếm mấy phần của gai thị. Đấy, sẽ là 5 phần 10, 6 phần 10, hay là 7, 8 phần 10, thậm chí có trường hợp là 9, hoặc là hơn 9 phần 10. Và khi ở glaucoma giai đoạn kết thúc thì là sẽ là lõm gai hoàn toàn, hay là 10 trên 10, hay là lõm gai bằng 1. Với cái gai thị sinh lý bình thường thì cái đường kính của chiều ngang nó có thể lớn hơn hoặc bằng chiều dọc. Nhưng mà ngược lại, đối với cả gai thị glaucoma thì cái lõm gai theo chiều dọc nó lại lớn hơn theo chiều ngang. Thì đây là cái dấu hiệu rất là đặc trưng của glaucoma khi mà chúng ta so sánh với cả những cái trường hợp lõm gai khác, và đặc biệt là những trường hợp mà cái lõm gai sinh lý nhưng mà nó lại rộng, thì cũng làm chúng ta rất nghi ngờ có phải glaucoma hay không. Thì chúng ta hãy dựa vào cái đầu tiên, đấy là cái tỷ lệ C trên D theo chiều dọc và so sánh với theo chiều ngang. Nếu mà C trên D lớn theo chiều dọc mà lớn hơn, tức là lõm gai nó theo chiều dọc như có hình bầu dục đứng, thì nhiều khả năng đấy là dấu hiệu của glaucoma. Thế còn nếu mà C trên D theo chiều ngang lớn hơn, tức là hoặc là bằng, tức là lõm gai nó hình tròn xoay, hoặc là nó theo hình bầu dục nằm ngang, thì nhiều khả năng đấy là lõm gai sinh lý. Bởi vì người bình thường ấy, thì có thể lõm gai đến 8 phần 10. 8 phần 10 này anh chị nhé, là một cái con số mà rất là khủng khiếp. Nhiều khi chúng ta không tưởng tượng được lõm gai sinh lý nó có thể đến 8 phần 10. Thế thì glaucoma nó là bao nhiêu? Cả nhà từ 9 phần 10 rồi mới là glaucoma, mà nhưng không phải đâu. Lõm gai glaucoma có thể 2, 3 phần 10 nó vẫn là glaucoma. Nên là cái tỷ lệ C trên D nó cũng chỉ là một yếu tố thôi, chứ nó không phải là cái yếu tố quá quan trọng trong cái việc chẩn đoán gai thị do glaucoma. Tuy nhiên, thì những cái trường hợp mà C trên D mà lớn hơn 0,65, tức là từ 7 trên phần 10 trở lên, từ 7 phần 10 trở lên, thì chỉ có 5% là bình thường thôi. Còn lại là 95% thì là bệnh lý rồi. Còn rất ít người mà có cái tỷ lệ C trên D lớn như vậy, tuy nhiên là vẫn có khoảng độ 5%. Và cái C trên D chênh lệch giữa hai mắt là thường không quá 2 phần 10, tức là ví dụ một mắt 3 phần 10, mắt 4 phần 10, hoặc là một mắt 3 phần 10, mắt 4,5 phần 10. Thế còn nếu mà đến 2% trở lên thì là đấy là cái dấu hiệu nghi ngờ của glaucoma rồi. Bởi vì chỉ có 5% người bình thường mà có chênh lệch giữa hai mắt là lên đến trên 2 phần 10. Thế và cũng như tôi vừa trình bày, tức là theo chiều ngang thì nó lớn hơn theo chiều dọc là 93%. Thế còn đối với glaucoma thì ngược lại là chiều dọc nó sẽ lớn hơn chiều ngang. Cái tỷ lệ C trên D này nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái kích thước của gai thị. Khi mà gai thị lớn thì cái lõm gai nó sẽ lớn và tỷ lệ C trên D nó tăng. Và ngược lại, khi gai thị nhỏ thì lõm gai nó rất nhỏ và tỷ lệ C trên D nó giảm. Vì chúng ta đều biết rằng là cái gai thị nó được tạo bởi tất cả những cái sợi thần kinh của các tế bào hạch võng mạc, tức là cái sợi trục của nó đấy. Từ tất cả các vị trí ở trên võng mạc đều hướng tới gai thị. Để trên những cái hình màu đen trắng này, thì tất cả các sợi này thì ở trên các cá thể thì thường nó không khác nhau. Người ta đã nghiên cứu rồi, thấy nó có khoảng độ 1,2 đến 1,4 triệu sợi, tức là cũng không phải là quá nhiều. Nếu mà chúng ta nói về mặt tế bào mà có hơn triệu thì đâu phải là nhiều. Cái này chúng ta thấy cái sợi thần kinh nó rất là quý giá, và mỗi sợi thần kinh đấy nó là cái đuôi của một tế bào hạch. Nên tế bào hạch là cái tổn thương đặc trưng của cái glaucoma. Trong bệnh glaucoma là cái sự tổn thương của các tế bào hạch. Nếu như mà 1,2 triệu sợi này, 1,2 đến 1,4 triệu sợi này mà nó đi qua một cái lỗ rộng, tức là cái lỗ củng mạc, cái lỗ thủng của củng mạc để cho nó chui qua nó rộng, thì rõ ràng là nó không lấp đầy cái lỗ củng mạc đấy, và nó để là cái khoảng trống lớn ở giữa. Như vậy là cái tỷ lệ thì cái lõm gai nó sẽ lớn. Nhưng ngược lại, mà nếu mà cái lỗ đấy nó rất là nhỏ, thì 1,2 triệu sợi đấy nó đi qua một cách rất là chật chội và
thậm chí là không còn để lại một tí lõm nào nữa. Hoặc là nếu có thì cái lõm gai cũng rất là nhỏ thôi. Đấy, thế là cái tỷ lệ C trên D tại sao nó có thể đến 8 phần 10 trên người bình thường. Tuy nhiên là cái số người mà có cái tỷ lệ C trên D như vậy rất thấp, thì không đến 5%. Cái dấu hiệu là C trên D không đều, tức là tỷ lệ C trên D chênh lệch giữa hai mắt lớn hơn hoặc bằng 2 phần 10, thì là cái dấu hiệu rất có ý nghĩa trong việc chẩn đoán glaucoma. Ở đây tôi, những cái dấu hiệu nào mà có giá trị thì tôi đánh dấu là 3 sao, tức là cái dấu hiệu có giá trị cao. Còn 1 sao thì là có giá trị, cũng là dấu hiệu của glaucoma nhưng mà giá trị nó thấp hơn. Và có 2 sao thì là giá trị nó ở mức trung bình. Thì cái tỷ lệ C trên D mà trên 2 phần 10, ví dụ một mắt là 4 phần 10, một mắt là 6 phần 10, thì cái khả năng cái mắt 6 phần 10 đấy bị glaucoma là rất cao. Một cái yêu cầu phải đánh giá tiếp theo nữa là cái viền thần kinh thị giác, để cái chữ R thứ hai đấy. Cái viền thần kinh thị giác này nó chính là cái nhu mô của cái gai thị. Thế còn cái phần lỗ, phần khuyết ở giữa này, cái C trên D này, tức là cái phần trống, là cái phần mà nó không lấp đầy. Trong cái hình ảnh của nó giống hệt như hình ảnh của cái bánh, của một cái bánh vòng mà chúng ta cắt đôi ra, sau đó chúng ta đặt lên trên mặt bàn. Đấy, thì mặt bàn đấy coi như cái bề mặt của võng mạc, thì cái phần nhu mô của cái viền này, cái thị giác, nó chính là cái phần bánh, còn cái phần lõm gai thì là nó phần trống ở giữa. Đấy, để xác định được thì đầu tiên chúng ta xác định cái vòng của mạc, tức là cái giới hạn ngoài của gai thị, sau đó xác định những cái vị trí mạch máu chuyển hướng để đánh giá cái giá trị của cái lõm gai, và cái phần nhu mô giữa cái vòng của mạc và cái lõm gai nó chính là cái viền thần kinh thị giác. Thì cái chiều dày, cái độ dày của cái viền thần kinh thị giác này nó không đều nhau ở bốn phía, mà nó sẽ thay đổi là phía dưới là dày nhất, sau đó phía trên thứ nhì, rồi đến phía mũi và cuối cùng là phía thái dương. Và nó sắp xếp lại thành ra chiều dày theo bốn cái chữ là inferior, superior, nasal và temporal, thì chúng ta sẽ ra cái chữ viết tắt là Eason. Đấy, như vậy là cái quy luật Eason hay là is not là một cái quy luật rất là đơn giản và dễ nhớ trong cái việc đánh giá của cái viền thần kinh thị giác. Đây là với người bình thường. Thế còn nếu mà trong glaucoma thì cái Eason này nó sẽ bị đảo lộn, cái chiều dày ở bốn góc. Thì chúng ta sẽ theo quy luật Eason thì là nó sẽ xếp lần lượt như như tôi vừa nói. Thế còn, và cái tỷ lệ giữa inferior là phía dưới so với cả temporal, tức là phía thái dương, tức là cái vùng dày nhất so với vùng mỏng nhất là 2/1, tức là cái vùng dày nhất này nó sẽ dày gấp đôi so với cả cái vùng mỏng nhất. Và cái tỷ lệ superior trên temporal, tức là cái vùng dày thứ hai so với cả vùng mỏng nhất là 1,5. Như vậy là nếu chúng ta so sánh giữa superior và inferior, tức là phía trên và phía dưới, thì nó sẽ bằng 3/4, tức là 1,5/2. Cái phần chiều dày phía phía trên bằng 3/4 của cái chiều dày của viền thần kinh ở phía dưới. Và đấy là cái chiều dày lớp sợi thần kinh ở người bình thường. Tức là trên những cái lõm, trên những trường hợp mà có gai thị và lõm gai rất rộng, nhưng mà chúng ta thấy là cái quy luật Eason vẫn còn được bảo tồn, thì chúng ta có thể nghĩ đến rằng là cái này nó không phải là glaucoma đâu. Cái dấu hiệu tiếp theo nữa là của tổn hại của cái viền thần kinh thị giác, đấy là nó bị tổn thương lõm viền thần kinh thị giác về phía mũi. Là cái phía mũi này nó rất là mỏng, bình thường thì phía mũi thì nó dày hơn phía thái dương. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy là trong một số trường hợp thì cái viền thần kinh thị giác phía mũi nó rất là mỏng, và cái mạch máu nó như bị kéo dạt về phía mũi, bởi vì cái khi mà cái viền thần kinh thị giác nó mất đi thì có nghĩa là cái bờ của nó bị đẩy về sát của cái bờ của gai thị, và tất nhiên là cái mạch máu thì là nó nằm ở dưới cái lớp màng ngăn trong, cho nên là cái bờ của gai thị, cái bờ của cái viền thần kinh thị giác nó đi đâu thì mạch máu nó phải đi theo lên đấy, cho nên là nó sẽ tiến sát về phía cái bờ của gai thị, cho nên là chúng ta sẽ có hình ảnh là mạch máu nó dạt về phía mũi. Đấy là cái hình ảnh nó khá là điển hình của cái tổn thương gai thị do glaucoma. Một cái tổn thương nữa cũng rất là điển hình của glaucoma trong cái tổn thương của viền thần kinh thị giác, đấy là cái khuyết viền thần kinh thị giác, hay là
một gọi là cái notch, cái notch. Ở đây tưởng tượng là cái như cái hình cái bánh tròn vừa nãy. Thì ở một cái vị trí đấy chúng ta dùng tay chúng ta ấn vào cái viền và nhu mô của cái bánh đấy, làm cho nó bẹp xuống và nó tiến sát từ cái vùng lõm ở giữa, nó tiến sát đến tận vùng bờ của bờ ngoài của cái bánh này. Thì như vậy là chỗ đấy người ta gọi là cái notch, tức là chúng ta cứ tưởng tượng là nó như cái ngón tay nó ấn vào, nó lõm xuống và nó làm cho cái chỗ đấy nó méo sạch hẳn về một phía, thì đấy gọi là cái notch. Trong khi những cái vùng khác thì cái nhu mô nó có vẻ nó vẫn tương đối là dày. Thì tại cái vùng notch này là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không có cái sợi thần kinh đi qua, không còn sợi thần kinh đi qua nữa, cho nên là kèm theo nó sẽ có một cái hiện tượng là những cái sợi thần kinh ở cái phía tương ứng mà đi đến cái gai tị ở vị trí này nó cũng mất đi, và làm cho mất cái lớp sợi ở cái vị trí tương ứng, như một cái dấu, như một cái hình chêm, bởi vì là nó theo cái hình xòe ra từ phía ngoài, từ gai tị càng đi ra nó càng xa càng rộng, nhưng mà sợi thì nó đi ngược lại, càng đi phía ngoài thì nó càng đi vào thì nó càng thu nhỏ, nên là nó sẽ tổn thương, nó giống như cái hình chêm. Thì cái notch này cũng là một cái dấu hiệu mà rất có giá trị, đánh giá là 3 sao, là một cái dấu hiệu có giá trị cao trong cái chẩn đoán glaucoma. Chúng ta thấy là cái notch ở cái vị trí này, ở đây chúng ta thấy không còn cái nhu mô của gai nữa, mà cái lõm gai nó tiến sát vào cái bờ của gai thị và kèm theo là mất cái lớp sợi thần kinh. Đấy. À, đây là một cái ví dụ thứ hai về cái khuyết viền thần kinh thị giác. Thì các anh các chị nhìn ở cái vị trí gần 12 giờ này, hơn 12 giờ một tí này, thì cái lõm gai thị nó vẹo hẳn về một phía, nó giống như ta dùng ngón tay ta ấn về phía đó, thì đó chính là cái notch. Đấy là và kèm theo đó cái chỗ này là cái sợi thần kinh ở đây nó không còn nữa, cho nên là chúng ta thấy có một cái vệt như hình trên màu đậm đậm so vào vùng xung quanh, đấy là cái mất lớp sợi thần kinh. Đấy. Và tương tự ở phía dưới này cũng có nhà như vậy. Những cái notch là một cái dấu hiệu mà rất là gợi ý, rất là có giá trị trong cái việc đánh giá cái gai thị này có phải là tổn thương do glaucoma hay không. Và ở những cái nơi mà cái lớp sợi thần kinh nó bị mỏng đi hoặc là nó mất hẳn đi, thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ error, tức là tỷ lệ green trên disc, tức là tỷ lệ mà cái viền thần kinh trên toàn bộ cái đường kính gai. Thì cái viền thần kinh mà dùng để đánh giá trong cái tỷ lệ này là chúng ta sẽ xem cái vị trí nào mà cái viền thần kinh nó mỏng nhất, chứ không phải là lấy cái viền thần kinh ở vị trí bất kỳ, hoặc là quy định là bên trên hoặc bên dưới, chứ không phải, mà chúng ta sẽ lấy cái vị trí nào mà cái viền thần kinh nó mỏng nhất, thì rồi chúng ta so sánh cái viền thần kinh mỏng nhất đó với cái đường kính của gai thị, thì sẽ cho chúng ta biết một cái tỷ lệ theo cái thang điểm space này. Thì là cái tỷ lệ người ta gọi là AD, tức là green trên disc đấy. Thì cái tỷ lệ bình thường nếu như mà không có lõm gai gì, hết, thì cái tỷ lệ đấy nó sẽ là 50%. Đấy là nếu không có lõm gai, đúng không? Thì mỗi một bên là một nửa, là 50%. Thế nên là nếu mà có lõm gai thì nó sẽ có một phần gai thị, còn dưới này mới là tỷ lệ, mới là cái phần viền thần kinh thị giác, còn ở giữa này là lõm gai, cho nên là cái tỷ lệ nó chỉ khoảng độ 0,3, 0,4 là bình thường, còn 0,3, 0,4, còn nếu mà trên 0,4 thì chúng ta là không có một tí lõm gai nào. Thế còn ở cái giai đoạn là nghi có nguy cơ bị glaucoma thì cái tỷ lệ rim trên disc đấy nó sẽ là dao động khoảng từ 0,1 đến 0,3. Ở đây nói lại là cái nơi mà cái viền thần kinh nó mỏng nhất nhé, lấy cái viền thần kinh nó mỏng nhất để so sánh với toàn bộ đường kính của gai thị khoảng 0,1 đến 0,3, thì đấy là những cái ca mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là có nguy cơ bị glaucoma. Thế còn khi mà cái tỷ lệ này nó dưới mức 0,1, tức là cái viền thần kinh thị giác ở cái nơi mỏng nhất này nó nhỏ hơn 1 phần 10 so với đường kính gai, thì đấy là đã bắt đầu có tổn thương của glaucoma rồi. Và khi mà cái viền thần kinh thị giác nó mỏng, nó tiến sát đến cái viền của gai thị, thì có nghĩa là cái vị trí này là không còn cái viền thần kinh thị giác này, gọi là no ring, tức là nó không còn một tí viền thần kinh thị giác nào nữa, thì đấy là cái dấu hiệu mà của glaucoma ở giai đoạn cũng khá là tiến triển rồi, trở lên từ giai đoạn tiến triển lên. Thì lúc này người ta sẽ đánh giá là cái vùng no rim này, là cái vùng mà không có viền thần kinh thị giác này, là nếu dưới 45 độ
Đấy, thì là mức độ 4, tức là có tổn thương bệnh của cô ở mức độ trung bình và nặng. Đấy, còn cái vùng cái đường này, cái vùng khuyết này nó đến từ 45 đến 90% là giai đoạn nặng hơn. Thế còn nếu mà cái vùng khuyết này nó chiếm từ 90 độ trở lên, từ 90 độ cho đến 180 độ, tức là nó chiếm từ 1/4 cho đến 1/5 của gai thị, thì tức là tổn thương glaucoma đã ở giai đoạn nặng. Và nếu mà nó trên 180 độ, tức là cái phần gai thị này còn dưới 1/2, còn cái phần không còn cái viền gai thị trên 1/2, thì lúc này là glaucoma đã giai đoạn trầm trọng. Còn tất nhiên là đến glaucoma giai đoạn cuối thì nó không còn cái viền kính thị giác nữa. Thì đấy cũng là một cái thang để chúng ta đánh giá được cái viền thần kinh. Bởi vì có những trường hợp là cái lõm gai thì nó có thể vừa vừa nhưng mà nó lại lệch về một phía, thì cái lõm gai nó không quá rộng nhưng mà nó không phải nằm ở chính giữa của gai thị, mà nó lại nằm lệch về phía dưới hoặc là lệch về phía trên. Thì lúc này nếu mà chúng ta chỉ dựa vào tỷ lệ C trên D thì chúng ta thấy là nó cũng khá là bình thường, nhưng mà nếu mà tỷ lệ là R trên D thì chúng ta lại thấy là nó là bất thường, nên chúng ta cần phải đánh giá cả hai cái tỷ lệ đấy. C trên D thì nó là kinh điển rồi, nhưng mà R trên D cũng là một cái tỷ lệ rất là đáng quan tâm trong cái đánh giá gai thị do glaucoma. Cái dấu hiệu tiếp theo trong cái đánh giá gai thị đấy là tìm cái sự bạc màu của gai thị. Cái bạc màu là nguyên nhân là do những cái mao mạch nuôi dưỡng nó không còn nữa hoặc là nó giảm sút đi. Đấy. Ở cái người bình thường ấy, thì cái vùng bạc màu thì nó tương đương với vùng lõm gai, có nghĩa là cái chỗ lõm gai này thì không có nhu mô thì đương nhiên nó bạc màu, nhưng mà ở cái phần có nhu mô thì nó sẽ được nuôi dưỡng một cách đầy đủ, nên là cái màu nó rất là hồng hồng cam, so với cả rất là nổi bật so là cái vùng sáng ở giữa là cái vùng lõm gai. Đấy, ở đây chúng ta thấy là cái lõm gai nó hoàn toàn tương đương cả cái vùng bạc màu. Thì đây là cái dấu hiệu của cái gai thị bình thường. Thế còn những có trường hợp mà cái vùng bạc màu này nó rất là rộng nhưng mà lõm gai thì lại chỉ là một phần ở trong đấy thôi, thì đấy thường là bệnh lý của thị dần kinh, tức là cái phần nhu mô nó vẫn còn nhưng mà cái nhu mô đấy nó không được nuôi dưỡng, hay là cái mao mạch nó sơ hóa, nó thoái triển hết rồi, cái mao mạch nó thoái triển. Thế còn trong những trường hợp mà cái vùng lõm gai nó lớn hơn vùng bạc màu, tức là vùng bạc màu thì chúng ta chỉ thấy một tí ở giữa, nếu khám không cẩn thận ra tưởng là lõm gai nhỏ, nhưng mà nếu khám kỹ chúng ta thấy là cái lõm gai nó rộng hơn nhiều, giữa những cái vị trí mà mạch máu nó chuyển hướng, chúng ta thấy cái lõm gai nó rộng, nó chui lên cái vùng bạc màu, thì đấy là cái dấu hiệu của bệnh glaucoma. Mà tuy nhiên thì nó chỉ là dấu hiệu của một sao thôi, có nghĩa là cái giá trị của nó không cao lắm, nhưng mà nó cũng là cái gợi ý để chúng ta có thể tìm những cái dấu hiệu khác. Vì chúng ta có cái dấu hiệu này có nghĩa là chúng ta gợi ý rằng là khả năng cái bệnh nhân này để có glaucoma đây, và chúng ta sẽ tìm thêm những cái dấu hiệu khác. Đây là cái ví dụ là trường hợp là gai thị nó bạc màu rất là tỏa lạ. Chúng ta thấy là cái lõm gai thì nó chỉ một phần nhỏ ở giữa thôi, nhưng mà bạc màu thì bạc hết. Thì đây chính là cái tổn thương của cái bệnh lý của thị thần kinh mà không phải là do glaucoma. Ví dụ như là bệnh nhân bị viêm thị thần kinh hay là bị chèn ép thị thần kinh vân vân. Còn ví dụ tiếp theo thì chúng ta thấy là cái vùng bạc màu thì nó chỉ một phần nhỏ ở giữa này thôi, thế nhưng mà cái vùng mà mạch máu nó chuyển hướng, từ cái nút mạch máu gọi là cái vùng nút máu thì nó rộng hơn ở cái vùng bạc màu, có nghĩa là ở trong cái trường hợp này là cái lõm gai nó rộng hơn là cái vùng bạc màu. Đấy, nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào bạc màu ta cứ tưởng lõm gai nó chỉ ở ở cái vùng này thôi, nhưng thực ra không phải, lõm gai nó khá là rộng, ví dụ nó đến tận đây, ở phía dưới nó đến tận đây, ở phía trong này nó đến tận đây. Đấy, tức là cái lõm gai nó rộng hơn nhiều so với vùng bạc màu, thì đây là cái dấu hiệu của cái mắt bị glaucoma. Một cái ví dụ tiếp theo đấy, thì cũng là vùng bạc màu nó nằm bên trong của cái vùng mà mạch máu chuyển hướng, những cái nút mạch máu, tức là cái lõm gai nó rộng hơn. Đấy, và trên cái này nếu như chúng ta chỉ nhìn qua thì chúng ta tưởng là cái lõm gai nó cũng bình thường, cái này gai thị nó khá bình thường, nhưng nếu mà nhìn kỹ cái những cái vị trí mạch máu chuyển hướng để chúng ta nhận đi được chính xác cái lõm gai, thì chúng ta sẽ thấy là cái gai thị này là cần phải nghĩ đến glaucoma, và chúng ta cần phải tìm những dấu hiệu khác cũng như là có thể làm thêm những cái khám nghiệm khác để chẩn đoán. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong cái phần là đánh giá cái gai thị, rất là quan trọng là cái viền và cái bờ của nó, cái phần lõm gai và cái viền thần kinh thị giác là cái phần mà có thể nói là quan trọng nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái vùng xung quanh của gai thị. Thì ở xung quanh gai thị thì nó có những cái vùng mà biểu mô sắc tố nó bị
thoái hóa hoặc là thậm chí nó tiêu đi mất, thì cái vùng đấy người ta gọi là vùng thoái hóa cảnh da. Gồm có hai vùng là alpha và vùng beta, trong đó cái vùng mà nằm sát của gai thị thì gọi là vùng beta. Thì cái vùng này nó có đặc điểm là nó nhạt màu, tức là cái sắc nó mất sắc tố, nó rất là sáng màu. Thế còn cái vùng ngoài vùng beta thì gọi là vùng alpha. Thì ở cái vùng này nó có cái đặc điểm là sáng tối nó lẫn lộn, tức là nó có cái vùng nó có những cái loang lổ sáng và tối, tức là cái phần ở đây là những cái phần tối, tức là nó vẫn còn cái biểu mô sắc tố, và cái phần sáng thì nó đã thoái hóa cái biểu mô sắc tố rồi, thì nó nằm ngoài của cái vùng beta. Và cái những cái độ nhạy của cái vụ tổn thương này nó chỉ có khoảng 23%, tức là độ nhạy có nghĩa là có tổn thương thì có bệnh glaucoma, nó chỉ khoảng 23%, nên là nó chỉ là giá trị một sao thôi. Tuy nhiên độ đặc hiệu thì nó khá là cao, tức là đến 80%. Đặc hiệu có nghĩa là nếu không có tổn thương này thì không bị glaucoma, thì nó khá là đặc hiệu. Nên là trong trường hợp mà chúng ta thấy có tổn thương thì chúng ta của thoái hóa cảnh da thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm xem có glaucoma hay không. Nhưng mà nếu mà nó không có một cái lõm gai mà rộng theo chiều bầu dục nằm ngang, mà lại không có cái vùng alpha vùng beta, thì hầu như chắc chắn đấy là một cái lõm gai sinh lý chứ không phải do bệnh glaucoma đâu. Đây là vùng alpha đậm màu, và cái vùng beta thì nó loang lổ, nó sáng màu hơn. Để chúng ta nhìn lại cái vùng beta nó sáng màu, còn vùng alpha thì nó có thể sáng đậm, nó vẫn có thể vừa đậm vừa sáng, nó xen kẽ nhau. Để trên một mắt bình thường thì chúng ta có thể quan sát cái vùng beta và chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Đấy, và vùng alpha thì nó có lại nhiều hơn, có đến 95%. Có cái vùng alpha nằm phía ngoài của vùng beta này. Anh chị thấy là cái sắc tố, nó có cái sắc tố sậm sậm. Và nó có thể có những cái loang lổ. Nên nó không phải là nó liền màu sẫm, mà có thể là có những cái vùng sẫm hoặc có những vùng rải rác nó sáng màu hơn. Hoặc có thể nó cũng hoàn toàn là chỉ có một dải màu sẫm thôi. Thì đó là vùng alpha. Thì nó có gặp, thường gặp hơn. Đấy, vùng alpha thì nó nằm ngoài vùng beta, có tăng hoặc giảm sắc tố không đều, do nguyên nhân là do thoái lớp biểu mô sắc tố, và nếu là thị trường thì nó có thể có xuất hiện một cái ám điểm tương đối, tức là ám điểm nhưng mà nó không hoàn toàn. Đấy, đấy là vùng alpha. Chúng ta nhìn lại vùng alpha được vẽ minh họa. Đấy, vùng beta thì nó nằm phía trong của vùng alpha, và nó liền sát với cả bờ gai thị, cũng là do thoái hóa biểu mô sắc tố, và thực ra có thể nhìn thấy các mạch máu ở hắc mạc và cũng như là củng mạc, vì ở đây là nó sẽ thoái hóa hầu như toàn bộ, không chỉ biểu mô sắc tố mà cả cái lớp hắc mạc, nên là đôi khi chúng ta thấy cả hình ảnh của trắng xóa của củng mạc. Và đương nhiên là cái vùng đấy nó sẽ là cái ám điểm tuyệt đối, thì nó không còn sợi thần kinh, không còn các tế bào thần kinh. Thì đây là minh họa của cái vùng beta, và đấy là nó nằm bên ngoài của cái gai thị. Cái vùng beta có thể rất rộng ở trên những cái mắt glaucoma cộng với cận thị, và nó thường là phát triển chiếm cả 360 độ xung quanh gai thị ở trên những cái trường hợp glaucoma tuổi già, ít thấy ở những cái glaucoma tuổi trẻ vì có lẽ là nó chưa kịp thoái hóa, còn càng cao tuổi thì nó càng thoái hóa hơn. Thế và nó có thể hình ảnh lộ củng mạc ở những cái trường hợp glaucoma nhãn áp bình thường. Cho nên là ở những trường hợp glaucoma nhãn áp bình thường thì thường chúng ta rất băn khoăn về cái chẩn đoán, thì cái việc tìm cái vùng beta và đặc biệt là vùng beta tuyệt đối, tức là nó hoàn toàn là không còn một tí sắc tố nào, chúng ta nhìn được cái liềm của cái củng mạc trắng, thì đấy là cũng là một cái dấu hiệu rất là gợi ý của cái glaucoma, mặc dù là trên những cái bệnh nhân là có nhãn áp hoàn toàn là bình thường. Tiếp theo chúng ta quan sát cái lớp sợi thần kinh võng mạc ở xung quanh gai nhé. Thì các sợi thần kinh nó đi từ tất cả các vị trí ở trên võng mạc và đổ dồn về cái gai thị để tạo và chui qua cái lỗ khuyết ở trên củng mạc để tạo nên dây thần kinh thị giác. Và không phải là tất cả các sợi nó đều nhau ở trên 360 độ, mà do phân bổ thần kinh. Đấy, cho nên là các sợi này nó dày hơn ở phía trên cũng như là phía dưới, tức là cái bó trên và bó dưới thì nó dày hơn các bó khác. Và cũng vì như thế cho nên chúng ta thấy là cái viên thần kinh thị giác ở phía trên và phía dưới thì nó dày hơn ở các phía khác, bởi vì các sợi thần kinh nó đổ về đây nhiều hơn, các cái nhu mô thần kinh ở đây nó nhiều hơn. Cho nên là tại sao cái hình ảnh theo cái quy luật Eason ấy, là phía dưới thì dày nhất rồi phía trên còn nhiều, thậm chí gấp đôi so với các phía khác. Đấy, nguyên nhân là do các sợi thần kinh nó đổ dồn
theo hai cái hướng trên và hướng dưới để nó đi về phía gai thị, và cái bó trên bó dưới nó dày hơn. Vì chính vì nó dày hơn thế cho nên nếu mà khi ta chụp bằng cách là chúng ta chiếu một cái ánh sáng thẳng từ phía trên xuống, ví dụ chúng ta đứng ở trên một cái tòa nhà rất cao mà chúng ta nhìn xuống mặt đất, thì chúng ta rất khó phân biệt được là chỗ nào nó lồi lên, chỗ nào nó lõm xuống. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta dùng một cái đèn nó chiếu xuống đều, ánh sáng tỏa đều trên cái bề mặt đất ấy, thì cái vùng nào nó nhô cao lên thì anh thì nó sẽ sáng hơn cái vùng mà nó thấp xuống, rồi nó hứng cái ánh sáng sớm hơn, nên là nó thì có thể do cái phản chiếu ánh sáng, cái hiệu cái hiệu quả của ánh sáng nó là như vậy, cho nên là cái vùng chân của nó sẽ tối hơn và cái vùng cái gồ cao lên, cái vùng bờ đê nó sẽ sáng, cái bề mặt của cái đê nó sẽ sáng hơn, cái vùng chân đê nó sẽ tối hơn. Nên là chúng ta sẽ thấy là có hai cái vệt sáng ở phía trên và phía dưới đi theo cái hướng vòng cung, cái hướng của cái bó sợi thần kinh, nó chính là hình ảnh của một cái gai thị bình thường. Và đặc biệt là chúng ta chụp nó sẽ rất hiện hình rất rõ với cái cả cái ánh sáng lọc đỏ, tức là ánh sáng có màu xanh ấy, thì nó sẽ lọc hết cái ánh sáng đỏ, và chúng ta chụp trên cái phim đen trắng thì nó sẽ ra cái hình ảnh đã có hai cái vệt sáng ở phía trên và phía dưới rất điển hình của một cái bó sợi thần kinh bình thường. Thế còn trong trường hợp của cô thì nó có tổn thương của các sợi thần kinh, và sợi thần kinh thì nó đi theo bó, nên là nó sẽ có những cái bó sợi bị tổn thương. Thì chúng ta thấy là nếu mà nó tổn thương từng bó nhỏ thì chúng ta sẽ thấy những cái vệt đen đấy, và đi về phía gai thị, thì đấy chính là những cái bó nhỏ. Còn đôi khi có những cái tổn thương cái bó nó lớn hơn, gọi là mô tả như cái hình chêm nó đi từ gai thị nó tỏa ra một cái hình chêm, thì đấy chính là cái tổn thương của bó sợi ở phía dưới. Thì trên hình ảnh chúng ta thấy là tương đương cả cái tổn thương của bó sợi, thì nó sẽ có là một cái khuyết viền thần kinh, bởi vì không có sợi thần kinh thì chỗ này cũng không có cái rim, không có cái nhu mô thần kinh, ở đấy nó sẽ bị được khuyết viền thần kinh. Và cho nên chúng ta thấy là tại sao cái dấu hiệu notch nó lại là điển hình của glaucoma, bởi vì notch nó chính là nguyên nhân của nó là do tổn thương của cái bó sợi thần kinh mà tạo ra nó, tạo ra cái nhu mô thần kinh ở cái vị trí đó. Đây là cái hình ảnh, một cái hình ảnh khác thôi, chúng ta thấy là cái bó sợi nó có màu tối trong một cái khu vực đáng lẽ nó phải màu sáng, và nếu chúng ta zoom nó lên thì cho nó nhìn nó rõ hơn, nó thấy rất rõ cái hình ảnh của cái bó sợi màu tối. Và ở đây chứng tỏ là cái bệnh thần kinh này nó đã cái tổn thương thần kinh này nó đã xảy ra, và có thể nó sẽ còn đang xảy ra tiếp diễn nếu như chúng ta theo dõi dọc theo thời gian hình ảnh của mất của lớp sợi. Đây là một cái ví dụ về cái tổn thương của cái mất lớp sợi khu trú. Anh các chị nhìn thấy ở phía dưới này, vị trí là khoảng tương đương cả vị trí bệnh giờ của cái thị, đấy là cái lớp sợi đây chụp nó rất là tối màu, so với cả cái vùng xung quanh nó khá là sáng màu, đấy, nó rất là tối và tổn thương rất là điển hình của cái hình chêm, và tương ứng nó đây là cái notch. Đấy, hình ảnh tiếp theo chúng ta vẫn thấy có cái hình ảnh mất lớp sợi khu trú như một cái hình chêm, kèm theo nó thì là có thoái hóa ở vùng beta rất là rộng, chiếm gần như mà một nửa ở phía thái dương. Đấy. Tiếp theo là cái hình ảnh chúng ta thấy là mất cái khuyết cái bó sợi ở đây, nó rất là tối màu so với cả cái sáng màu ở cái khu vực khác. Đấy, trên cái hình này thì cũng là một cái tổn thương của bó sợi, nhưng mà chúng ta thấy là nó không là một cái vệt tối như là của cái hình ảnh trước, mà nó là nhiều cái vệt nhỏ, tức là nhiều cái bó nhỏ nó tổn thương và xen kẽ, nó vẫn có những cái vệt sáng, tức là có những bó tổn thương xen kẽ những bó chưa tổn thương, thì đây cũng vẫn là hình ảnh của cái tổn thương của các bó sợi thôi. Thì đây là cái hình ảnh so sánh giữa một cái gai thị bình thường và một cái mất lớp sợi tỏa lan. Chúng ta thấy là khi mất lớp sợi, nếu mà nó một phần thì nó sẽ thành một cái bó hình chêm. Thế nhưng mà nếu mà mất hết, hầu tất cả các góc đều mất như nhau, thì chúng ta sẽ không nhận định được cái bó hình chêm nữa, mà chúng ta chỉ thấy là toàn bộ cái vùng sáng cũng như cái vùng mà nó kém sáng hơn là nó hòa đồng như nhau hết, thì đấy chính là hiện tượng là mất toàn bộ các bó sợi, hay người ta gọi là mất bó sợi tỏa lan. Chúng ta thấy là so sánh với cả một cái gai thị bình thường, chúng ta thấy là nó khá là sáng ở phía trên và phía dưới, còn của phía mũi phía thái dương có thể là tối hơn một chút nhưng mà nó vẫn sáng hơn ở cái hình đối diện. Đấy, đây là giải sáng. Theo thì chúng ta quan sát cái gai thị dưới đáy, thì các sợi thần kinh nó tiêu hết đi thì chỗ đấy nó sẽ lộ ra cái lá sàng. Đấy, khi mà chúng ta thấy lá sàng có nghĩa là cái lõm gai nó rất là sâu và
và cái nhu mô của gai thì nó đã bị tổn thương khá là nhiều. Tuy nhiên là trong trường hợp mà lõm gai rộng mà sinh lý rộng thì cũng có thể phải thấy quan sát được lá sàn, thì chúng ta sẽ thấy là lá sàn nó có thể dạng dải, tức là những cái sợi mà nó đan thành cái lá sàn ấy, nó như những cái dải sơ trắng, và cái hình ảnh của cái côm nó không phải là ở đây mà nó là một cái hố thị giác, có nghĩa là cái chỗ này nó lõm sâu xuống, nó khuyết hẳn đi, nó mất hẳn cái nhu mô đi, thì đây là cái dấu hiệu mà hố thị giác mắc phải, thì nó phân biệt cả cái hố thị giác bẩm sinh thôi. Cái hố thị giác mắc phải này là cái dấu hiệu rất là có giá trị trong cái chẩn đoán glaucoma, đánh dấu là 3 sao. Cái còn dấu hiệu mà thấy lá sàn thì chúng ta chỉ nhận định là cái có thể là có mất nhiều sợi thần kinh, có thể thôi, và đây là cái dấu hiệu cũng gợi ý là có thể tổn thương glaucoma, nhưng mà nó chỉ có giá trị là 1 sao, và có nghĩa là chúng ta phải đi tìm thêm những cái dấu hiệu khác. À, sau khi trình bày một hồi thì tôi quay trở lại một cái trường hợp là đĩa thị nó bình thường. Chúng ta thấy là đĩa thị này có cái kích thước cũng khá lớn, lõm gai cũng khá là rộng. Nhìn ra chúng ta thấy là lõm gai nó cũng khoảng độ, nếu mà theo chiều ngang thì có thể đến 6 phần 10, theo chiều dọc khoảng độ 5 phần 10, hoặc là nhìn hơn 5 phần 10 một tí. Cái vùng lõm gai và vùng bạc màu thì nó tương đương với nhau. Quy luật Eason là được tôn trọng, là phía dưới là vẫn là dày nhất ở phía trên. Thì đấy là cái một cái lõm gai sinh lý, mặc dù nó là có thể 5 6 phần 10 nhưng nó vẫn là lõm gai sinh lý. Để một cái dấu hiệu tiếp theo, cái chữ R tiếp theo, đấy là cái xuất huyết ở đĩa thị hoặc là cạnh đĩa thị nha. Đây là bao gồm cả trên đĩa thị và ở bên cạnh đĩa thị. Thì cái xuất huyết hay là gọi chung là xuất huyết gai thị thì nó là có hình ảnh màu đỏ như một cái mảnh màu đỏ nhỏ như hình ngọn lửa nằm ở bờ gai, trên phần rim hoặc là ở phần lớp sợi từ bên cạnh của gai thị, có thể kéo dài ra xa hơn gai thị. Nó thường hay ở vùng thái dương trên hoặc là phía dưới, đây là thường thôi chứ không có nghĩa là nó chỉ nằm ở đây. Đấy, và kèm theo nó thì nó có sẽ có tổn thương của lớp sợi và khuyết thị trường. Thì tại sao nó lại như vậy? Cái xuất huyết là nó gợi ý rằng là đang có cái sự hoại tử của các nhu mô thần kinh ở đây, không phải tự nhiên nó xuất huyết, mà tức là đang có sự hoại tử, tức là sự chết của các bó sợi. Nên là tương đương với cả cái vị trí này, thường là chúng ta sẽ thấy là hình ảnh là khuyết cái bó sợi như hình trên, thế rồi là có khuyết của viền hình thị giác, hình của một cái notch đấy. Và đây là nó nguyên nhân là do đang có sự chết dần của các sợi thần kinh, có nghĩa là cái bệnh của cô nó đang tiến triển. Nếu như chúng ta khám mà chúng ta thấy là có cái dấu hiệu này thì chúng ta thấy là đây là cái dấu hiệu rất có giá trị để chẩn đoán glaucoma, và đặc biệt là ở những trường hợp mà glaucoma nhãn áp bình thường. Thế còn nếu mà bệnh nhân đang điều trị glaucoma, những lần khám trước không thấy có, mà bây giờ đến hôm nay đến kiểm tra lại thấy có, thì có nghĩa là bệnh glaucoma này nó đang tiến triển. Thế cái việc điều trị của chúng ta đấy cần phải xem xét lại và cần phải đánh giá lại cái nhãn áp đích mà chúng ta đang điều trị đấy đã đạt yêu cầu hay chưa. Những cái này nó nếu như nó có 6 tháng thì nó 1 2 tháng thì nó sẽ biến mất, tuy nhiên cũng có trường hợp nó kéo dài hơn đến 3 hoặc 6 tháng. Tiếp tục cái hình ảnh xuất huyết đĩa thị, chúng ta thấy là cái hình ở bên 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 tay trái này, thì có một cái vị trí xuất huyết nhỏ ở gần đến vị trí 6 giờ này, gần đến 6 giờ đấy, và bên cạnh nó thì làm cái khuyết của cái lớp sợi. Thế còn ở phía trên thì cái hình ảnh khuyết của lớp sợi trên cũng khá là mất lớp sợi ở phía trên cũng khá là rõ ràng. Thế còn hình ảnh ở phía bên tay phải đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái xuất huyết nó nằm ở vị trí khoảng 5 giờ đây. Thì đôi khi cái xuất huyết này có thể chúng ta nhầm với cả một cái mạch máu, hoặc ngược lại, tức là nó bản chất nó là cái mạch máu chúng ta tưởng là một cái xuất huyết. Thì chúng ta thấy là cái xuất huyết này nó kết thúc, chứ nó đối với mạch máu thì nó sẽ kéo dài đi, kể cả có trường hợp nó bị gấp khúc, nó bị che khuất ở đâu đấy thì chúng ta khám kỹ là sẽ nhìn thấy là nó sẽ có sự kéo dài. Còn cái xuất huyết thì nó sẽ dừng lại ở vị trí là cách gai thị, hoặc là nó chỉ nằm ở trên gai thị, hoặc là chỉ lan ra khỏi gai thị một đoạn ngắn thôi. Thế và thường là nó có hình thù nó như hình ngọn lửa, và nó có cái ranh giới nó không được nét sắc nét xó cả những cái nhu mô xung quanh. Đôi khi chúng ta có thể nhầm lẫn với cả một cái mạch máu nhỏ, thì chúng ta chỉ cần khám kỹ hơn, nhìn đánh giá kỹ thì chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được, hoặc là chúng ta zoom to nó lên, chụp xong rồi zoom to lên thì nhìn nó sẽ cái sự khác biệt nó tương đối là rõ ràng.
Đấy là đây, hai cái vị trí mà có xuất huyết. Đấy. Và thế phần đánh giá cái kích thước của gai thị, bởi vì như trên chúng ta đã nói là lõm gai thì nó ảnh hưởng kích thước là gai thị to, gai thị nhỏ. Thì gai thị bình thường thì nó khoảng độ 16 đến 20 mm, xin lỗi. Đấy. Thì chúng ta nó tương đương 16-20 mm thì nó tương đương với cả cái đèn sáng của cái kính soi mắt hình thẳng, và chúng ta lấy cái ánh sáng nhỏ nhất của nó để chúng ta đặt nó vào cái gai thị. Nếu mà nó cái ánh sáng đèn nó lớn hơn gai thị thì gai thị nhỏ, mà nó nhỏ hơn gai thị thì có nghĩa là gai thị lớn. Đấy, thì kích thước trung bình của cái chiều dọc của một gai thị nó là 1,8 mm, 1,8 mm, và của cái chiều ngang là 1,7. Thì gai thị nó hơi có bầu dục đứng một tí, hơi có bầu dục đứng, là chiều dọc thì nó lớn một chút theo chiều ngang, nhưng mà cái lõm gai thì nó lại là theo chiều ngang. Lõm gai sinh lý tôi đang nói là gai thị bình thường, nhưng lõm gai sinh lý thì nó theo chiều ngang, tức là cái cho nên là cái lớp nhu mô ở phía dưới và phía trên nó sẽ dày hơn lớp nhu mô ở phía mũi và phía thái dương. Thế còn nếu mà gai thị mà trên 2 mm thì đấy là gai thị có kích thước lớn, còn dưới 1,5 mm thì là gai thị có kích thước nhỏ. Như vậy tôi đã kết thúc cái phần trình bày những cái hình ảnh đặc trưng của một cái lõm gai do glaucom, thì tôi có thể tóm tắt được là nó có 5 cái đặc trưng. Đấy là sự thay đổi của lõm gai, sự thay đổi của viền này trên thị giác, sự thay đổi của mạch máu, sự thoái hóa cạnh gai và mất của lớp sợi quanh gai. Đối với cả những cái sự thay đổi của lõm gai thì chúng ta cần phải lưu ý cái kích thước của lõm gai này, tỷ lệ C trên D, rồi hình dạng của lõm gai là theo chiều ngang hay theo chiều dọc, rồi bất đối xứng của hai bên và cái sự biến đổi của lá sàng trong trường hợp mà lõm gai sâu. Về cái sự thay đổi của viền thần kinh thị giác thì chúng ta phải lưu ý là cái dấu hiệu là mất viền thần kinh khu trú, mất viền thần kinh tỏa lan, tức là lõm gai nó rất là rộng, biến đổi về hình dạng như là nó mỏng ở phía trên, mỏng ở phía dưới, rồi có cái notch là cái khu mất khu trú, cái notch. Thế còn về biến đổi mạch máu thì chúng ta phải để ý những cái dấu hiệu như là mạch máu ra về phía mũi, mạch máu có hình gập như lưỡi lê, tức là nó theo cái bờ của gai thị, bờ gai thị sâu cho mạch máu nó bị gập lại thì nó giống như hình của cái lưỡi lê, hoặc là những trường hợp mạch máu co nhỏ trong trường hợp là cái nhãn áp tăng cao. Đấy. Rồi dấu hiệu xuất huyết ở gai thị hoặc cạnh gai thị. Thế về cái thoái hóa cạnh gai thì chúng ta nhận biết được cái vùng alpha và vùng beta, và cuối cùng là cái dấu hiệu mà mất lớp sợi kinh quanh gai thì chúng ta phát hiện những cái dấu hiệu mất khu trú hoặc là tỏa lan dựa vào cái độ sáng của cái võng mạc xung quanh gai thị. Phần tiếp theo là tôi nêu một số ví dụ những cái hình ảnh mà không phải là glaucoma nhưng mà có tổn thương của gai thị. Ví dụ như là lõm gai sinh lý rộng hoặc là những cái tổn thương khác do chèn ép hoặc do u vân vân. Thì lõm gai sinh lý rộng thì thứ nhất là nó sẽ chỉ gặp ở những gai thị lớn thôi, nhưng mà gai thị nhỏ mà có lõm gai trung bình thì cũng đã là nặng rồi, chứ chưa kể là lõm gai lớn. Nên là chỉ ở những trường hợp mà có gai thị có kích thước lớn, thì lõm gai nó có hình tròn hoặc là có hình oval ngang. Đấy, nó mới khẳng định cái hình dáng của cái lõm gai là sinh lý, là có hình tròn hoặc hình oval ngang, nó đều hai mắt, sự chênh lệch không quá 2/10, và cái viền thần kinh thị giác thì tuân theo quy luật Eisen, và cái lớp sợi kinh quanh gai thì vẫn sáng, có hai bó trên và bó dưới một cách đều đặn. Và phân biệt một số cái tổn thương gai thị khác mà không phải glaucoma, đấy là cái hố thần kinh thị giác, cái optic nerve pit, đây là cái tổn thương mà nó mang tính chất bẩm sinh, nó có khuyết hẳn một cái như một cái giếng ở cái gai thị, người ta gọi cái hố thần kinh. Thì đây là một cái vết lõm đơn độc hình trứng hoặc là có màu xám, tức là nó trắng hơn ở trong lòng của gai thị, nó thường ở góc phía thái dương dưới, thường là cái góc thái dương dưới, và đặc biệt là nó có cái bong thanh dịch kín đáo ở vùng hoàng điểm, tức là ở đây nó khuyết cho nên nó có cái đường giò để cho cái dịch nó thẩm thấu từ đây nó ra một cái bong thanh dịch ở vùng hoàng điểm. Tất nhiên cái này chúng ta phải chụp OCT nó mới phát hiện được. Và cái việc phù ở vùng hoàng điểm này nó cũng đôi khi nó cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực, nhưng không phải là lúc nào nó cũng ảnh hưởng nhé, có trường hợp là nó không ảnh hưởng nữa. Thế rồi ví dụ thứ hai là cái thiếu máu thị thần kinh, hay là người ta gọi
cái bệnh lý thị thần kinh thiếu máu đấy, thì đấy bệnh nhân sẽ có dấu hiệu giảm thị lực đột ngột, thường là một mắt yếu khi mà hai mắt, nhưng mà trên Ivan thì có thể nói là có hai mắt, có rụt gai, cái bờ gai nó xóa bờ, thì kích thước của gai thị nhìn là to ra, nó xóa bờ, thế rồi nó có thể có xuất huyết ở bên cạnh gai, đấy nó có nghĩa có thể có hình ảnh của cung, mà ở đây nó là hình ảnh gai thị nó xóa bờ và nó có thể có xuất tiết kèm theo. Cái này chúng ta hay gặp ở trên cơ địa là có cái viêm này, tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là có cholesterol. Thì đây là cái hình ảnh mà có cái viêm phù gai thiếu máu, mà có do cái viêm động mạch. Thì còn đây là hình ảnh là xin lỗi, ở bên này là có viêm động mạch, bên trắng đấy là có viêm động mạch, và bên tay trái đây là không có viêm động mạch. Một hình ảnh tiếp theo đấy là hình ảnh của teo gai thị, thì cái này là tôi nói là phần trên là cái phần nào gọi phân biệt gai thị bạc màu thì gọi là atrophy, ra teo gai thị, thì gai thị của bạch là cái pan, nó chiếm gần như toàn bộ gai thị, hệ mạch thì thưa thớt, là cái nuôi dưỡng nó rất là kém, có ám điểm ở trung tâm, có rối loạn là sắc giác và có tiền sử về bệnh lý thị thần kinh. Đấy. Một cái hình ảnh tiếp theo là hình ảnh của u tuyến yên. U tuyến yên là cái khá là hay gặp ở trong nhãn khoa, bởi vì nó gây tổn thương thị trường, nên là bệnh nhân là thường là đi khám mắt. U tuyến yên nó sẽ có cái dấu hiệu là có mờ mắt và có mất thị trường ở hai phía thái dương. Thế cho nên cái gai thị ở hai phía thái dương này nó cũng bạc màu hơn so với cả phía mũi. Đây là cái hình ảnh gai thị nó bạc màu hai phía thái dương. Thế này chúng ta sẽ chẩn đoán bằng cái chụp mà tìm cái u ở tuyến yên qua cái chụp cắt lớp hoặc là chụp cộng hưởng từ. U màng não là cái bệnh này nó cũng khá là hiếm gặp, thì nó có cái bạc màu gai không đồng đều hai mắt, có tổn thương động từ hướng tâm. Đấy, có tổn thương của các dây thần kinh sọ não và có cái tổn thương thị trường và không tôn trọng đường ngang. Thế trong glaucoma thì cái nguyên lý ở giai đoạn sớm của tổn thương thị trường là thường là tôn trọng đường ngang, thế nó chỉ nằm nửa trên hoặc nửa dưới thôi. Thì đây là cái ví dụ một cái u màng não, ta thấy là cái lõm gai là khá là rộng, nó mất cái lớp sợi tỏa ra, mất lớp sợi, nhưng mà cho chụp thì chúng ta thấy là có cái khối u ở vùng tuyến yên. Tổn thương thông động mạch cảnh sau ha, thì cái này nó cũng khá là hay gặp ở mắt, nhưng mà nó ít khi mà nó tổn thương ở gai thị, mà những cái dấu hiệu bên ngoài thì nó rõ hơn, như là bệnh nhân sụp mi này, lồi mắt rồi đập mạch máu thì giãn ngoằn ngoèo ở trên cùng mạc rồi trên kết mạc, có tăng nhãn áp thứ là cái lưu vùng bè. Đấy, thì đây là cái hình ảnh của cái một cái thông động mạch cảnh sau hang, nó khá là điển hình. Thế còn ở đáy mắt thì chúng ta sẽ thấy là cái mạch máu nó giãn ngoằn ngoèo, mạch máu xung quanh gai thị nó giãn ngoằn ngoèo. Bệnh lý thị thần kinh di truyền lơ be, đây là một cái trạng thái người ta có thể xếp nó vào cái nhóm viêm thị thần kinh lơ be, nhưng mà thực ra nó là cái bệnh di truyền, thì nó hay gặp ở nam giới trẻ và nó mất thị lực trung tâm, là mất ở cùng trung tâm, cái thị trường nó có ám điểm mà nó tiến triển chậm và không đều hai mắt, tạo một cái ám điểm ở trung tâm. Thế còn cái vùng xung quanh thì nó vẫn vẫn còn gai thị, chúng ta sẽ thấy hình ảnh là giãn mạch máu ở vùng gai thị, và giai đoạn sau thì sẽ có là hình ảnh bạc màu và teo gai. Đấy, chúng ta thấy hình ảnh của cái lơ bè, chúng ta thấy là cái mạch máu nó giãn ngoằn ngoèo, được chúng ta thấy cái hiện tượng gọi là telangiectasia toàn gì đấy, cái mạch máu nó cũng giãn mà không hiểu nguyên nhân tại sao, thì chúng ta cũng lưu ý là có thể đây là cái bệnh lý của thị thần kinh. Một cái hội chứng morning glory là do cái thoát vị của nền não xuyên xương bướm, thì cái này nó có điểm mù rộng và cái hình ảnh của gai thị nó rất là đặc biệt, tức là gai thị nó lớn và nó có hình như phễu, tức là nó loe ra và nó lõm sâu ở trung tâm, như là cái hậu cực thì nó như một cái lòng nón và nó tăng cái số lượng mạch máu và tăng cái sắc tố quanh gai thị, trông người ta có thể giống như hình bông hoa. Cái phần trình bày cuối cùng của tôi là cái một vài cái ví dụ đánh giá cái sự phát triển tiến triển của bệnh glaucoma mà qua cái chụp ảnh gai thị. Một cái ví dụ là chúng ta chụp ảnh gai thị sau 10 năm, sau 10 năm thì chúng ta thấy có cái tổn thương là cái sự mỏng đi của toàn bộ của cái bờ của lõm địa, cái viền thần kinh giác nó mỏng, nó mỏng đi. Đấy, và cái lớp sợi
ở xung quanh nó cũng mỏng đi, làm cho ở cái vùng này chúng ta thấy là cái màu nó khá là sáng, còn đây thì vùng nó khá là tối. Cái ví dụ thứ hai là chúng ta thấy là nó xuất hiện một cái notch. Đấy, trước đây thì cái vùng này là cũng lõm gai, nó cũng khá là rộng rồi. Đấy, thế nhưng mà nhìn cái hướng chuyển hướng của mạch máu đây, và ở đây thì nó cũng là có một cái khuyết của cái bó thần kinh. Đấy, nhưng mà sau 4 năm thì chúng ta thấy là cái vị trí mà mạch máu chuyển hướng được đẩy sát ra bờ của gai thị so cả cái đấy trước, tức là như vậy là cái lõm gai nó đã có sự tiến triển, và nên cái tổn thương của bó sợi thì nó không thay đổi hoặc là nó có thể là lớn hơn, tôi xin lỗi, có thể nó rộng hơn. Như vậy là chứng tỏ là cái bệnh bồ cung này nó đang có sự tiến triển trong cái thời gian mà chúng ta theo dõi. Đấy, một cái ví dụ tiếp theo là sau 5 năm theo dõi thì chúng ta thấy là cái vùng thoái hóa ở cạnh gai nó rộng hơn, nó lớn hơn, và đặc biệt là nó xuất hiện một cái xuất huyết ở cái vị trí mà hơn 12 giờ này một chút. Đấy. Tuy nhiên nếu mà có xuất huyết thì chúng ta cái hình ảnh nó khá là điển hình của cái tiến triển của cung, nhưng mà xuất huyết này thì chúng ta có chỉ cần dựa vào cái sự tiến triển của cái vùng beta ở đây, nó sẽ giãn rộng hơn so với cái vùng beta ở đây, thì chúng ta cũng có thể đánh giá là cái bệnh của cô mà trên bệnh nhân này nó vẫn đang tiến triển, tức là cái nhãn áp mà chúng ta đang cái điều trị cho bệnh nhân này nó vẫn chưa phải là cái nhãn áp đích. Đây là cái trường hợp tiến triển khá là nhanh, chỉ sau 5 tháng thôi thì chúng ta thấy là nó xuất hiện một cái tổn thương lớp bó sợi ở đây và một cái notch ở phía đằng này, đó, cái lõm gai nó khuyết, nó đẩy lồi hẳn xuống phía dưới, và cái viền hình thị giác nó khuyết hẳn đi thôi cả cách trước đấy 5 tháng. Thì đây là cái tiến triển rất nhanh, thì thường glaucoma mãn tính thì nó tiến triển rất là chậm, còn ít trường hợp triển nhanh như vậy thì có thể là do nhãn áp rất là cao. Đây là cái ví dụ khác. Đấy là cái lõm gai nó rộng ra ở một cái vị trí mà trước đây chúng ta rất khó quan sát, nó đấy mạch máu nó bị đẩy dần về phía bờ của gai thị, cho nên là chúng ta nhận đấy là cái vùng bạc màu nó giãn rộng ra, tương đương nó là cái lõm gai nó cũng giãn rộng ra. Và bài trình bày của chúng tôi đến đây là kết thúc, và rất mong gặp lại tất cả các bạn vào cái hội thảo khoa học của câu lạc bộ glaucoma thường niên. Sẽ năm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, và sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 4, cái thứ bảy mà trước của cái dịp nghỉ lễ, và mong các bạn là sẽ để dành cái ngày hôm đó để đến sinh hoạt cùng với câu lạc bộ glaucoma, và tất cả các đại biểu mà nếu như không được các công ty dược người ta tài trợ thì ban tổ chức sẽ có cái sự hỗ trợ về cái việc đi lại và ở. Tuy nhiên cái mức hỗ trợ thì nó cũng còn tùy thuộc vào cái sự ủng hộ của các nhà tài trợ, nếu mà được nhiều thì chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều, còn nếu mà số nó ít thì chúng ta sẽ chỉ nhận được một cái phần thôi chứ không được toàn bộ cái số tiền mà chúng ta dành cho đi lại và để ăn ăn. Và xin cảm ơn tất cả chú ý của tất cả các bạn đồng nghiệp. Đối với cả cái câu thứ hai là cái chiều dày của lớp sợi thì chúng ta thấy là cái câu đáp án A là theo cái quy luật Eason là sai rồi, vì cái lớp sợi ở phía dưới này hầu như là mất hết, và cái phía dưới thì chính là phía mỏng nhất, phía dưới là phía mỏng nhất, nên là câu trả lời ở đây sẽ là đáp án B. Đáp án B là câu trả lời đúng. Tôi xin lỗi tí sao để nhìn lại đâu, phía dưới này, trên là đúng rồi, phía dưới trên là phía dưới là nó mỏng nhất, cái câu 1 là sai, cái đáp án B tức là phía trên là cái chỗ dày nhất thì là đúng á. Câu thứ ba là có hình ảnh vùng alpha và beta không ạ? Thì ở đây là chúng ta có cả alpha và beta. Đa số các bạn là trả lời đúng, tức là 65% là chúng ta trả lời đúng là có cả alpha và beta, còn lại là các bạn là chỉ nhìn alpha và beta. Đối với câu thứ tư thì cái tổn thương của bó sợi cái thị giác đã ở vị trí nào, thì nó chính là cái bó hình chêm như tôi mô tả đấy, là nó có sẫm màu hơn những khu vực khác, và đây chính là cái vị trí 6 đến 7 giờ, chính là cái nơi là cái bó từ thần kinh thị giác nó bị tổn thương và nó mỏng đi so với cả vị trí khác. Thì đáp án sẽ là đáp án A
và chúng ta có đến 76% bạn trả lời đúng, đó là cái tỷ lệ rất là cao. Và câu cuối cùng thì có hình ảnh xuất huyết ở cạnh gai hay không, thì trên cái gai thị này nó không có hình ảnh xuất huyết cạnh gai, nó chỉ có một vài cái điểm mà tôi thấy giống như là 6 giờ rồi 9 giờ đấy, nó chính là cái sắc tố của cái vùng beta thôi, chứ nó không phải là xuất huyết, và ngoài ra ở những vùng khác cũng không thấy, cho nên là câu trả lời D là không có xuất huyết là câu trả lời đúng, và có 64% mà các bạn đã trả lời đúng là cái câu hỏi này. Như vậy là hầu hết chúng ta là đã trả lời đúng cả 5 câu, chỉ có một số ít thì có thể chúng ta trả lời nhanh quá hay vội quá thì chúng ta trả lời chưa đúng thôi. Để thấy là nếu như mà chúng ta có cái đánh giá một cái hệ thống và tỉ mỉ thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái gai thị để chúng ta xác định xem bệnh nhân có cái chẩn đoán là glaucoma không. Tuy nhiên tôi cũng phải nhấn mạnh là tổn thương gai thị kiểu glaucoma thì đây mới chỉ là một cái tiêu chuẩn để phục vụ cho chẩn đoán glaucoma thôi, chứ không có nghĩa là tổn thương gai thị kiểu glaucoma có nghĩa là bệnh nhân sẽ bị glaucoma. Mà tổn thương gai thị kiểu glaucoma mà phải kèm theo một yếu tố nữa, ví dụ như là có nhãn áp tăng hoặc là có biến đổi về thị trường, thì lúc đấy chúng ta mới đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là glaucoma. Thế còn nếu mà tổn thương gai thị kiểu giống như glaucoma nhưng mà thị trường nó vẫn bình thường, nhãn áp nó vẫn bình thường, thì bệnh nhân này chúng ta cũng chỉ nghi ngờ glaucoma thôi, mà chúng ta cũng chưa khẳng định được là có glaucoma hay không. Thì cũng có thể trường hợp này nó cũng có thể là có cái bệnh lý khác đấy, nhưng cũng có thể là glaucoma nhưng mà ở cái đoạn rất sớm, từ giai đoạn gọi là tiền thị trường, có nghĩa là thị trường nó chưa có tổn thương, và nhãn áp thì bây giờ chúng ta thấy có cái nhãn áp bình thường rất là nhiều, nên là có thể bệnh nhân glaucoma nhãn áp bình thường, nhưng mà ở cái giai đoạn tiền thị trường, có nghĩa là thị trường nó chưa có tổn thương nhưng mà gai thị nó đã có tổn thương rồi, thì những cái bệnh nhân đấy nó có thể vẫn là glaucoma đấy, nhưng mà ở giai đoạn tiền thị trường, thì những cái trường hợp này chúng ta cũng chỉ cần theo dõi thêm. Và nếu như trong tương lai mà chúng ta theo dõi một cách chặt chẽ nhé, chứ không phải là chúng ta theo dõi có nghĩa là nó bỏ mặc mấy năm sau chúng ta mới theo khám lại, có thể 3-4 tháng sau lại làm lại, cứ theo dõi định kỳ như thế, thì có thể sau một vài lần theo dõi trong khoảng 6 đến 12 tháng thì có khi chúng ta sẽ phát hiện được những cái tổn thương kèm theo của thị trường hoặc là của nhãn áp, có thể chúng ta bắt được một cái lúc nào đấy nhãn áp cao, thì nó sẽ, lúc đấy chúng ta mới đủ điều kiện để mà chẩn đoán là bệnh glaucoma. Còn nếu mà chỉ có một cái yếu tố là tổn thương thị trường, mặc dù nó rất là điển hình nhưng mà không kèm theo hai cái yếu tố kia, một trong hai yếu tố kia nữa, thì cái này chúng ta vẫn chỉ dừng lại là nghi ngờ glaucoma. Tôi xin trả lời đây. Thứ nhất là bạn Trần Hiếu có hỏi là trường hợp có xuất huyết cạnh gai nhưng mà không có dấu hiệu của glaucoma thì có chú ý nguyên nhân gì ạ? Đúng là xuất huyết thì nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng glaucoma nó chỉ là một bệnh lý thôi mà có thể xuất huyết. Cho nên là nếu chỉ đơn thuần cái dấu hiệu này mà không kèm theo những cái dấu hiệu khác, ví dụ như tỷ lệ C trên D, R trên D rồi vân vân, như mà tôi vừa mô tả trên, mà chỉ có xuất huyết thì chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là có thể là bệnh lý huyết áp, huyết áp nó cũng có thể gây xuất huyết ở cạnh gai, xung quanh gai hoặc là ở cái vùng xa hơn, nhưng mà đôi ở vùng xa hơn thì nó dễ, nhưng mà đôi khi nó nằm ngay sát vào gai thị thì nó cũng có thể gặp. Thế rồi những cái xuất huyết do cái bệnh thì tiểu đường nó cũng có thể gặp rồi, thì đấy là cái hoặc là do chấn thương hoặc là một số những cái bệnh lý đáy mắt khác thì hoàn toàn là có thể gặp cái xuất huyết cạnh gai. Thế nhưng mà cái khác của cái xuất huyết cạnh gai của trong cái glaucoma thì chúng ta có thể phân biệt được là này, nó có cái hướng đi như là cái hướng mà từ tâm nó đi ra đấy. Tức là nó từ cái vùng trung tâm của gai thị nó hướng đi ra, nó dọc theo cái sợi của cái sợi thần kinh đấy, vì cái các sợi thần kinh em thấy là nó đi theo một cái hướng rất là rõ ràng, cho nên là cái xuất huyết nó cũng tia 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 theo cái sợi đấy, chứ không phải nó đi theo cái hướng bất định. Thế còn những cái xuất huyết khác ấy, thì có thể nó theo một cái hướng bất định, có thể nó nằm ở gai thị hoặc cạnh gai thị nhưng mà cái hướng nó khá là bất định, và trường hợp cũng có thể là nó trùng nhau quá mức. Thế nhưng mà nếu mà nó chỉ có một cái dấu hiệu đơn thuần là xuất huyết mà không kèm theo dấu hiệu khác thì chúng ta cũng chỉ nghi ngờ thôi. Thế còn nếu mà có xuất huyết cạnh gai lại kèm theo những cái dấu hiệu khác về như là thoái hóa cạnh gai, rồi có tỷ lệ C trên D, rồi có viền biến đổi của viền thần kinh thị giác, thì lúc đấy chúng ta sẽ yên tâm là đấy là những cái tổn thương của glaucoma. Câu hỏi thứ hai của một bạn là xin thầy chia sẻ nhiều hơn về cơ chế khi lớp sợi thần kinh chết tiến triển để sự xuất huyết. À, cái này là cơ chế chung của tất cả mọi thứ chứ không phải của sợi thần kinh. Vậy khi có cái mô nó hoại tử, nó bị chết thì nó sẽ gây ra hiện tượng xuất huyết.
Thì đấy là cái cơ chế chung tất cả những cái hiện tượng đấy. Bệnh lý của đáy mắt nói chung là khi có những cái vùng tổn thương mà bị hoại tử thì nó sẽ kèm theo nó là cái xuất huyết. Thì trong cái gồm cục nó cũng nằm trong cái nhóm cơ chế chung đấy thôi. Tiếp theo bạn Thủy hỏi là vì sao biến đổi rim lại theo quy luật Eason. Đây không phải là biến đổi mà cái rim mà theo quy luật Eason là bình thường nhé, là sinh lý, là một người bình thường, có nghĩa là vùng dưới thì nhiều dày nhất, vùng trên thì dày nhì, thế còn vùng mũi thái dương thì mỏng hơn, là bởi vì các sợi thần kinh nó tập trung theo hai cái hướng ấy, đi lên trên và xuống dưới, bởi vì các sợi kinh là nó phải đi vòng vòng lên trên hoặc vòng xuống dưới, còn ở vùng trung tâm là nó đi thẳng theo cái hướng để đi vào gai thì nó đi ngang luôn, thế còn ở cái vùng khác thì nó phải đi vòng để nó tránh ở cái vùng trung tâm, thế cho nên là các bó sợi nó tập trung là theo hướng trên và hướng dưới, nên là chính vì nó tập trung theo hướng trên và hướng dưới cho nên là ở cái phần gai thị ở phía trên và phía dưới nó sẽ có nhiều cái sợi thần kinh hơn ở cái phần khác, cho nên là cái bó cho nên là cái phần trên và phần dưới cái nhu mô cái rim nó dày hơn, và trong hai cái đấy vùng trên vùng dưới nó dày hơn cái vùng khác, thì trong cái vùng so sánh giữa vùng trên vùng dưới thì vùng dưới nó dày hơn vùng trên. Đấy là vì cái bó sợi ngoài cái việc chia đôi ở một nửa trên nửa dưới thì cái bó trung tâm thì nó qua phía dưới là nhiều hơn là cái bó đi theo cái hướng ở phía trên. Như vậy là cái Eason là nó là sinh lý chứ không phải là biến đổi. Thế còn biến đổi tức là khi cái quy luật Eason nó bị đảo lộn, tức là cái bó sợi trên và bó hoặc là trên và dưới hoặc là cả trên cả dưới nó đều bị tổn thương, nó mất đi, làm cho cái lớp nhu mô cái rib ở phía trên phía dưới nó mỏng đi và cái quy luật Eason nó bị đảo lộn đi, thì đấy mới là biến đổi em nhé. Thế còn Eason là bình thường. Câu hỏi tiếp theo bạn Xoan rồi bạn bạn Huy Huy, bệnh nhân glaucoma này OCT thì gần như mất hết lớp sợi thần kinh, như vậy có cách nào để phục hồi lại lớp sợi thần kinh thị giác này không? Chứ là bạn hỏi tôi câu này thì gay quá, bởi vì chúng ta biết là các sợi thần kinh thì nó đã chết thì không bao giờ có thể tái tạo lại được, cho đến nay thì chúng ta tổn thương của glaucoma là tổn thương không hồi phục, và bệnh nhân đã bị tổn thương thì chúng ta không thể lấy lại được, mà cái việc điều trị của chúng ta là chỉ hy vọng là bảo tồn cái phần thần kinh thị giác còn lại mà thôi. Đấy, tuy nhiên là các em phải lưu ý là cái phần thần kinh thị giác còn lại nó cũng sẽ chết dần đi chứ không phải là nó sẽ còn tồn tại mãi đâu. Thế cho nên là điều trị của cô là chúng ta chỉ làm chậm cái quá trình tiến triển đó chứ chúng ta cũng không ngăn chặn được hoàn toàn, hoặc là nếu có ngăn chặn được thì đấy là cũng rất là ít khi xảy ra, còn đa phần là chúng ta chỉ làm chậm đi thôi. Vì nếu mà về mặt sinh lý thì ngay cả người không bị glaucoma thì các sợi thần kinh nó cũng mất lần, nhưng mà người ta cũng tính là cứ mỗi 1 năm là một người bình thường sẽ mất là 0,5%. Đấy, tức là sau 200 năm thì chúng ta sẽ mất toàn bộ cái lớp sợi thần kinh. Đấy, em lưu ý nhé, chứ không phải là cái sợi thần kinh nó cứ tồn tại vĩnh viễn, kể cả một người bình thường cứ mỗi 1 năm là chúng ta sẽ mất 0,5%, tức là chúng ta sẽ mất đi khoảng độ 7.800 sợi khoảng đấy nhé, tất nhiên nó có cộng trừ nhưng mà thôi chúng ta nhớ một con số là mỗi năm đấy là một người bình thường. Thế còn nếu mà bị glaucoma thì cái tự tiến triển này nó sẽ nhanh hơn nữa, ngay cả khi chúng ta điều trị tốt thì cái sự tiến triển này nó vẫn xảy ra, và chúng ta chỉ cố gắng là để cho cái quá trình tiến triển đấy nó chậm lại, để sao cho đến khi bệnh nhân đến độ tuổi 80 tuổi thì cái phần chức năng thị giác còn lại đấy nó vẫn trên 50%, thì đấy là lý tưởng nhất. Thế còn nếu mà trường hợp nặng hơn thì có thể khoảng độ trên 30% thì cũng là chấp nhận được. Thì đấy là chúng ta phải đánh giá cái sự tiến triển đấy, và chúng ta sẽ có cái biểu đồ đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều phương tiện, ví dụ như là trên thị trường chúng ta sẽ có GPA nó cũng vẽ cho chúng ta biểu đồ, thế rồi trên OCT chúng ta cũng sẽ có cái biểu đồ tiến triển, và chúng ta sẽ suy ra được, dự đoán được là với cái tốc độ tiến triển như thế thì đến năm bệnh nhân 80 tuổi thì nó có sẽ còn lại là bao nhiêu. Đấy. Và nếu như nó còn quá thấp thì có nghĩa là chúng ta phải nắn cái biểu đồ đấy cho đầu nó hất lên, nghĩa là chúng ta phải điều trị tăng cường thêm nữa, nó thấp hơn nữa, tăng cường những thuốc hơn nữa. Đấy. Thế còn đã chết rồi thì không bao giờ hồi phục. Tuy nhiên theo những cái cập nhật mới nhất hiện nay thì người ta cũng đang làm một số cái thí nghiệm là để cấy lại những cái tế bào hạch võng mạc dựa vào những cái tế bào gốc, thì đây là một cái hướng mà cũng rất là mới và hứa hẹn
cho tương lai. Thế còn hiện tại thì nó vẫn chỉ dừng lại trên thực nghiệm thôi, chúng ta chưa cấy được, bởi vì chúng ta thấy là một cái tế bào hạch ấy, nó không phải là chỉ có ở mắt đâu, cái phần sợi đấy nó đi qua cái dây thần kinh thị giác rồi nó đi theo gai thị, nó đến tận thể gối ngoài. Cái chiều dài của nó có thể đến 25 đến 30 cm. Đấy, chiều dài của một cái sợi, tức là của một tế bào đấy, nó có thể dài đến như vậy. Thế cho nên là cái việc mà cấy lại để cho nó mọc theo đúng cái hướng đi đấy để tạo ra một cái sợi mới thì phải nói là cái việc nó rất là khó khăn. Cái tin khoa học thì người ta cũng không ngừng phát triển và người ta đang tìm cách là cấy lại những cái này bằng những cái tế bào gốc, nhưng cái kết quả thì vẫn chưa đâu vào đâu cả, và cái tỷ lệ mà bị ung thư rất là cao, tức là những cái tế bào gốc nó sẽ loạn xạ và nó gây ra những khối u và nó có bị ung thư, chứ còn nó lại không mọc thành những cái tế bào hạch như chúng ta mong muốn. Và nhưng mà tất nhiên đây mới chỉ là trên thực nghiệm thôi, còn lâu chúng ta mới có thể có cái làm được thí nghiệm ở trên người, và cũng còn lâu chúng ta mới có thể đưa ra lâm sàng để ứng dụng trên lâm sàng được. Cho nên là đối với chúng ta hiện tại thì bệnh glaucoma là cái tổn thương mà không bao giờ hồi phục, và cái việc điều trị của chúng ta là chỉ bảo tồn những gì còn lại, và chúng ta phải chấp nhận là mất những cái gì đã đi rồi là không lấy lại được nữa. À, tiếp theo thì bệnh nhân là à, tiếp theo thì bạn hỏi là một bệnh nhân nữ 60 tuổi có triệu chứng nhức mắt, thị lực mắt phải mắt trái đều 10 trên 10. Thị lực thì nó lại hầu như là người ta không nói đến trong chẩn đoán glaucoma, bởi vì kể cả ở giai đoạn mà thị trường hình ống nó chỉ còn khoảng 10 độ ở trung tâm thôi thì thị lực nó vẫn 10 trên 10. Thế nên là chúng ta bỏ qua cái yếu tố thị lực đi. Ở đây bệnh nhân chỉ có cái triệu chứng là có nhức mắt. Đấy. Thì nhức mắt nó là một cái dấu hiệu mà của rất nhiều bệnh, trong đó có thể có bệnh glaucoma. Nhưng mà cũng có thể là không phải glaucoma mà nó có thể rất nhiều bệnh khác. Thế tuy nhiên thì bệnh nhân có dấu hiệu nhức mắt thì chúng ta phải khám để sàng lọc xem có bệnh glaucoma hay không, và nếu không có thì chúng ta loại trừ để chúng ta tập trung vào tìm những nguyên nhân khác. Ở đây nếu bệnh nhân chúng ta cần phải tìm này, thứ nhất là nhãn áp của bệnh nhân là bao nhiêu, thứ hai là gai thị của bệnh nhân như thế nào, và cái gai thị thì chúng là nếu như chúng ta soi chúng ta nhìn không rõ lắm hoặc là chúng ta chưa tin tưởng lắm thì chúng ta có thể chụp thêm OCT. OCT cũng chỉ là một phương pháp để chẩn đoán hình ảnh của gai thị thôi, thì nó cũng không phải là một cái biện pháp gì độc lập. Mà, cho nên là trước đây khi mà OCT nó mới phát triển thì người ta thấy là nó nhiều lợi ích quá, chẩn đoán nó rất là chính xác, thậm chí là nó còn có nhiều cái trường hợp phát hiện tổn thương sớm hơn cả tổn thương thị trường, thì người ta cũng một số cái người có thể bảo thế là hay là đưa thêm cái tiêu chuẩn OCT vào trong cái tam chứng của glaucoma mà tôi nói ban đầu, để tức là có nhãn áp này, tổn thương thị trường này và tổn thương đầu tiên thị giác, thì đưa thêm một cái OCT vào. Thế nhưng mà khi mà chúng ta phân tích kỹ thì ta thấy là OCT chẳng qua nó chỉ là một cái phương tiện để cho chúng ta đánh giá chính xác cái đầu dây thần kinh thị giác thôi. Ví dụ chúng ta có tỷ lệ C trên D, chúng ta có cái chiều dày lớp sợi thần kinh. Đấy, thì tất cả những cái đấy tôi vừa nói với các bạn ấy, nhưng mà nó chỉ khác là máy nó đo chúng ta, còn cái mô tả như tôi vừa nói là chúng ta phải tự mô tả lấy, còn đây chúng ta dùng máy để nó mô tả, nhưng cái kết quả cuối cùng vẫn chỉ là để phục vụ cho cái việc là đánh giá cái đầu dây thần kinh thị giác xem là nó có bình thường hay là nó bất bình thường. Thế cho nên là cái OCT đấy nó cũng không phải là một tiêu chuẩn riêng, mà nó vẫn là chỉ nằm trong cái tiêu chuẩn là đánh giá của đầu dây thị giác, nhưng mà đây là thêm là ngoài cái việc là chúng ta soi bằng mắt thường thì bây giờ chúng ta có là chụp ảnh chúng ta phân tích, và tiến tới là chúng ta dùng OCT để phân tích, nhưng mà nó vẫn chỉ là mục đích là để phục vụ cho cái việc đánh giá đầu dây thị giác thôi. Thì như vậy là chúng ta phải đo thị nhãn áp, đánh giá đầu dây thị giác, có thể chụp thêm OCT, và nếu như thấy nó bình thường thì chúng ta có thể yên tâm. Thế còn nếu như thấy nó có bất kỳ một cái nghi ngờ gì thì chúng ta sẽ làm thêm cái thị trường nhé, thị trường chúng ta không phải làm ngay đâu. Sau khi khám mắt, đo nhãn áp, đánh giá đầu tiên cái thị giác thì mà có nghi ngờ thì thôi chúng ta mới làm thị trường, và nếu như không phát hiện vấn đề gì thì chúng ta có thể yên tâm là loại trừ glaucoma, và chúng ta có thể tìm hiểu thêm những nguyên nhân khác mà bệnh nhân có thể gặp phải, như là bệnh nhân có bị viêm xoang không, hay có bị migraine hoặc là bị bệnh về huyết áp rồi khối u vân vân. Nhưng mà chúng ta có thể loại trừ được một cái nguyên nhân là không phải do glaucoma. Câu hỏi thứ hai của em là liềm cận thị là thoái hóa beta hay alpha. Liềm cận thị thì em thử mô tả ra nè, nó là tổn thương ở quanh gai đúng không ạ, xung quanh gai thị, và nó là mất cái biểu mô sắc tố, thì nó chính là cái vùng beta em nhé. Nó có dạng một cái dạng của thoái hóa beta. Tiếp theo
Được rồi, cái câu hỏi tôi chưa kịp đọc đấy mà bạn đánh một câu hỏi rất dài mà nó nhảy vô mất rồi. Đây bệnh có hỏi là thoái hóa cận gai trên bệnh nhân cận thị và bệnh nhân glaucoma. À, đấy, tôi nói cho tất cả nó cũng chỉ là thoái hóa thôi. Nhưng mà thường là của bệnh nhân cận thị nặng ấy, chúng ta thấy là cái vùng thoái hóa nó khá là nó rộng. Tuy nhiên glaucoma cũng không phải nó thoái hóa hẹp, nó cũng thường ở giai đoạn nặng nó có thể thoái hóa rộng. Đấy, nên là cái dấu hiệu mà thoái hóa thì nó chỉ thoái hóa vùng cận gai, nó chỉ đặc hiệu cho glaucoma có 20% thôi. Thì nó cũng không phải là dấu hiệu quá quan trọng trong cái glaucoma. Để tôi chỉ nhấn mạnh là nếu như chúng ta thấy có dấu hiệu thoái hóa cận gai, có thể vùng alpha vùng beta, thì chúng ta cần phải làm thêm những khám nghiệm khác để tìm bệnh glaucoma đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ dựa vào đấy để mà chẩn đoán glaucoma trên để phân biệt giữa cận thị và cái glaucoma. Bởi vì này, bởi vì cận thị nó cũng là một yếu tố mà thuận lợi cho glaucoma em nhé, chứ không phải là hai cái bệnh nó độc lập với nhau đâu. Cận thị là một cái cơ địa thuận lợi cho glaucoma góc mạc, nên là có những người thì vừa bị cận thị vừa bị glaucoma là khá là phổ biến. Đấy, nên là chúng ta trước một bệnh nhân mà có cận thị mà có cái vùng thoái hóa cận gai thì chúng ta cần phải khẳng định xem người đấy có bị glaucoma hay không bằng cái cách như là tôi vừa nói, tức là chúng ta phải đo nhãn áp thị trường cũng như là làm OCT để mà loại trừ cái yếu tố glaucoma, hoặc là chúng ta khẳng định là có glaucoma hoặc chúng ta loại trừ glaucoma. Và em cũng hết sức lưu ý cho là cận thị rất hay bị glaucoma, và đấy là cái yếu tố thuận lợi cho glaucoma góc mạc. Đây câu hỏi của một bạn bạn Hùng này, này. Bệnh nhân nữ này 60 tuổi, nhức mắt trái, thị lực 10 phần 10, nhãn áp 9,8 thành nhãn áp 10 và 15. Sau giãn đồng tử thì là 10 và 18. CTND là 6 và 7 phần 10. Không có lộ là sàn, võng mạc hồng đều. Vành thần kinh thì vẫn theo theo quy luật Eisen. Không có các vùng mất của lớp sợi. Test thị trường đối chiếu bằng tay thì bình thường. Cái okay, thị trường bằng tay thôi, ta loại trừ đi, cái đấy chỉ dành cho những người mà bị bản manh thôi. Hiện tại vì em chưa có OCT và thị trường Humphrey, nhưng mà kinh nghiệm của thầy trường hợp này có khả năng bị glaucoma hay không. Thì ở đây tôi thấy là có một loạt cái yếu tố mà khi em nêu ra thì cũng đã loại trừ rồi, ví dụ như là bệnh nhân này và có viêm thần kinh vẫn theo quy luật Eisen, thì đấy là một cái dấu hiệu mà khá là quan trọng. Đấy, bệnh nhân có lõm gai là 6 7 phần 10 thì như tôi nói đấy, cái tỷ lệ này khá là cao. Tuy nhiên là nó không khẳng định là bệnh nhân có glaucoma hay không, mà chúng ta thấy là cái quy luật Eisen vẫn là còn còn tốt. Đấy, thế rồi nhãn áp thì là một bên 10 bên 18 khi mà có dùng thuốc, còn nếu giãn đồng tử, nếu không thì là một bên 10 và bên 15. Như vậy ở bệnh nhân này tôi thấy có một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải nghĩ đến rồi cùng, là thứ nhất là cái sự chênh lệch nhãn áp giữa hai mắt là trên 5 mm thủy ngân em nhé, trên 5 mm thủy ngân. Đấy, khi mà nhãn áp khi mà không trao giãn đồng tử thì nhãn áp cũng là 9,8 và 15, và khi giãn đồng tử thì vẫn là 10 và 18. Như vậy là nó luôn luôn là trên trên 5 mm thủy ngân, thì đây là một cái dấu hiệu mà cho chúng ta nghĩ đến là cái nhãn áp này của bệnh nhân là chưa chắc là nhãn áp bình thường đâu nhé. Mặc dù 15 với hoặc là 18 thì nó vẫn là trong giới hạn bình thường, nhưng nếu so sánh hai mắt thì đây lại là cái sự nghi ngờ của glaucoma. Đấy, kèm theo thì là có lõm gai là khoảng 7 phần 10, thì như tôi phân tích ấy, là lõm gai 6 7 trên 6 phần 10 và từ 7 phần 10 trở lên thì cái tỷ lệ mà bình thường nó rất là thấp, mặc dù nó vẫn là có lõm gai bình thường nhưng tỷ lệ nó thấp thôi. Vậy kể hai cái yếu tố này, có nhãn áp chênh hai mắt và có cái lõm gai khá rộng, thì bệnh nhân này tôi vẫn nghĩ là có khả năng cao là bị glaucoma. Tuy nhiên tôi không dám khẳng định 100%, và để khẳng định 100% thì em cần phải làm thêm cho tôi thị trường và OCT đánh giá lớp sợi thần kinh quanh gai. Thì khi mà có đầy đủ hai cái này thì chúng tôi sẽ có thể khẳng định được là có bệnh glaucoma hay không. Thế còn nếu như ở mức độ như thông tin của em đưa ra thì tôi chỉ dám nói là bệnh nhân này có nguy cơ cao đấy, có khả năng cao là bị glaucoma, và em nên chuyển bệnh nhân đến một cái cơ sở nào mà có cái khả năng đo thị trường và chụp OCT để khẳng định bệnh. Sau khi người ta đã chụp rồi thì người ta mang về cho mình, thì mình dựa vào cái kết quả đấy mình cũng sẽ có một cái chẩn đoán riêng của bản thân mình. Tiếp theo rồi bạn Thúy Vi này, tổn thương glaucoma
Đâu rồi, nó biến ra mất rồi. Chưa kịp đọc thì nó đã biến mất rồi. Đây. Tổn thương glaucoma thì tổn thương ở phía dưới trước có đúng không ạ? Vì sao lại có sự teo bởi một sắc tố trong glaucoma ạ? À, cái tổn thương ở phía dưới, phía trên thì trong cái glaucoma nó là nó hay xảy ra sớm cả, có thể là phía dưới nhiều hơn hoặc cũng có thể phía trên, có một cái tỷ lệ mà đánh giá giữa cái tổn thương ở lớp sợi ở phía trên và phía dưới so và để đánh giá cái tiến triển và cũng như là để chẩn đoán cái glaucoma trong cái OCT đấy, thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà tổn thương ở phía trên và phía dưới thì nó có thể gặp gần gần tương đương như nhau, chứ không phải là phía dưới, nhưng mà là nó sớm hơn so với cả phía mũi và phía thái dương, bởi vì hai cái bó này nó cao hơn, nó dày hơn, nên là khi và cái sợi trục nó nhiều hơn, nên khi tổn thương thì nó dễ phát hiện ra hơn. Đấy. Còn nếu như ở cái bó khác cũng có thể nó có tổn thương nhưng mà cái sợi nó ít, nên là chúng ta lại ít phát hiện ra. Thế còn ở đây nó dày, nên là khi tổn thương nó giảm xuống, nó biến đổi nhiều hơn thì chúng ta sẽ phát hiện nó sớm hơn. Thế còn tại sao lại có teo bởi một sắc tố? Teo bởi một sắc tố thì nó do cái tình trạng dinh dưỡng này mà, cái tình trạng dinh dưỡng, cái tình trạng nuôi dưỡng. Bởi vì trong cái bệnh lý mắt và do glaucoma thì cái cơ chế, tất nhiên nó có nhiều cơ chế nhưng mà cái cơ chế quan trọng đấy là do nó thiếu dinh dưỡng cho cái lớp sợi thần kinh cũng như là các lớp ở bên dưới. Ví dụ như là nhãn áp tăng cao thì nó sẽ làm cho cái tuần hoàn vào trong mắt nó giảm đi, lượng máu cung cấp cho mắt là ít đi và nó sẽ dẫn đến là các tế bào nó được nuôi dưỡng kém. Hoặc là những trường hợp bệnh lý về mạch máu, bệnh lý về máu hoặc về mạch máu như là co thắt mạch, thế rồi thiểu năng tuần hoàn mạch vân vân, thì nó cũng là, tóm lại nó đem vào cái yếu tố là thiếu nuôi dưỡng và chính vì thế mà nó dẫn đến thoái hóa. Thì thoái hóa nó không chỉ của cái võng mạc của các tế bào trên võng mạc mà nó có thể của cả phía hắc mạc cũng như là bị một sắc tố. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là trên mắt cận thị cao có vùng niềm cùng mạc cận gai vậy, niềm cùng mạc vùng beta có giống nhau không ạ? Câu này trả lời rồi nhé. Bạn Hoa có hỏi là tại sao trong người không có dữ liệu mạch máu dạt về phía mũi. Phần này thật ra là tôi đã nói rồi đấy, tức là mạch máu nó dạt về phía mũi là do trong cái bệnh của cô nó, trong cái tổn thương của gai thị nó có một cái nhóm tổn thương đấy là nó khuyết cái viền thần kinh thị giác ở phía mũi. Đấy. Tức là ngoài cái việc là cái dấu hiệu là nó lõm ở phía trên và phía dưới thì đấy là cái dấu hiệu điển hình, thì nó còn có một cái dấu hiệu khác cũng điển hình, đấy là khuyết cái viền thần kinh thị giác ở phía mũi, tức là cái viền thần kinh thị giác ở phía mũi nó teo mỏng dần đấy. Chính vì cái viền thần kinh thị giác ở đấy nó mỏng cho nên là có nghĩa là cái lõm gai nó càng tiến dần về cái phía của cái bờ của gai thị. Đấy, khi nào mà hai cái nó gặp nhau thì đây là mất viền thần kinh thị giác. Thế còn khi mà cái viền thần kinh thị giác nó thoái hóa, nó mỏng dần đi thì cái bờ của lõm gai càng dạt về phía phía bờ của gai thị, tức là về phía mũi. Đấy, vì đây là cái viền thần kinh thị giác ở phía mũi. Thì khi mà cái bờ cái gai thị nó dạt về phía mũi thì cái mạch máu nó cũng bị kéo dạt theo. Đấy, bởi vì là cái mạch máu thì nó nằm ở dưới cái lớp màng ăn trong, có nghĩa là cái gai thị nó đi đâu thì cái bờ nó phải thì cái mạch máu nó phải đi đến đấy, nên là khi cái gai thị nó bị ngả về cái bờ của gai thị nó bị ngả về phía mũi do khuyết cái viền thần kinh ở đấy thì đương nhiên mạch máu nó cũng bị kéo về, nhưng không phải tất cả nhé, chỉ ở cái nhóm bệnh mà có cái tổn thương ở cái phía mũi nó sớm hơn thì nó có cái dấu hiệu này. Tiếp theo này, những cái trường hợp glaucoma nhãn áp bình thường thì có thể gặp dấu hiệu này đúng không ạ? Dấu hiệu này có nghĩa là đúng là dấu hiệu nào để chẩn đoán như glaucoma nhãn áp bình thường, thì chúng ta có phương pháp đặc biệt nào để đưa ra chẩn đoán hay không? À, cái chúng ta cũng chả cần phải có phương pháp đặc biệt nào cả. Thứ nhất là chúng ta phải khẳng định là bệnh nhân này có nhãn áp bình thường, có nghĩa là bệnh nhân này nhãn áp không hề cao ở trong mọi điều kiện. Dụ như chúng ta phải đo vào ban ngày, đo vào ban đêm, đo vào lúc sáng sớm, là đo vào khi tối muộn mà nó luôn bình thường. Cái thứ hai là chúng ta phải làm những cái test mà để kích thích cho nhãn áp nó lên và nó cũng không lên thì đấy thì mà chúng ta phải theo dõi theo một thời gian cũng khá là lâu và nó phải hoàn toàn không bao giờ gặp nhãn áp cao thì chúng ta mới có thể nói được là nhãn áp nó bình thường nhé. Thế còn khi nhãn bình thường nhân glaucoma chẩn đoán chúng ta sẽ dựa vào gai thị và thị trường, chúng ta có hai cái đấy đó.
Vì trong cái tam chứng của cốt thì chúng ta chỉ cần hai thứ thôi. Nếu mà nhãn áp nó đã chắc chắn là bình thường rồi thì ta cần phải có là tổn thương của gan thị như những cái tổn thương mà tôi mô tả, hoặc là và đồng thời phải có tổn thương của thị trường những hình ảnh là ám điểm cảnh tâm, thì rồi có tổn thương hình bậc ở phía mũi vân vân, để những cái hình ảnh của tổn thương thị trường thì chúng ta phải có hai cái yếu tố đó, xin lỗi, hai cái yếu tố đó là gai thị và thị trường kèm theo nhãn áp bình thường, và chúng ta mới chẩn đoán là glaucoma nhãn áp bình thường. Tất nhiên là để chẩn đoán nhãn áp bình thường như tôi nói cũng không phải đơn giản. Tiếp theo là hố thị giác mắc phải. Đấy. Hố thị giác mắc phải thì thực chất nó là do sự tổn thương của thứ nhất là nó tổn thương của các sợi thần kinh thì nó dẫn đến nó lộ cái lá sàng ra, và thứ hai là nó có tổn thương cả của cái lá sàng do cái sự ép xuống của cái nhãn áp nên nó tạo thành cái hố thị giác. Thế thôi, thì đấy là do cái đấy là cái nguyên nhân là do cái là cái tổn thương của bệnh glaucoma. Thứ nhất là nó mất các sợi thần kinh, và thứ hai là bản thân cái lá sàng nó cũng bị ép sâu xuống, nó tạo thành cái hố lọ. Câu hỏi tiếp theo, bệnh nhân nhãn áp là 23, CD là 0.7 nhưng OCT thì chỉ có giảm tế bào hạch, lớp tế bào hạch, còn cái lớp sợi thì bình thường, thì mình có chẩn đoán sớm là glaucoma không ạ? Ở đây chúng ta thấy là cái thứ nhất là nhãn áp là 23, tất nhiên là với điều kiện chúng tôi đây là nhãn áp đo đúng nhá, nhãn áp đo đúng là 23, thì như vậy là cũng là một cái dấu hiệu. Tất nhiên tôi vẫn nói từ đầu với các em là cái yếu tố nhãn áp đó không phải là yếu tố quá quan trọng đấy, thế nhưng mà trong tam chứng của cô mà nếu có nhãn áp thì nó vẫn là một cái dấu hiệu để chúng ta phải nghĩ về cô. Thứ hai là ông gai là 0.7 thì cũng khá là cao, trên cái mức là 0.65 rồi. Đấy thì OCT thì có giảm cái lớp tế bào hạch khủng hoảng điểm, thì trong cái bài OCT thì chúng tôi cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều, thì cái tổn thương lớp tế bào hạch nó sẽ xuất hiện sớm hơn tổn thương ở lớp sợi thần kinh trong một số trường hợp, tức là thường thì nó đồng đều nhau, thường là nó đồng đều nhau, tức là tế bào hạch tổn thương bao nhiêu thì cái lớp sợi thần kinh nó cũng tổn thương bấy nhiêu, đây là thường là như thế. Nhưng mà cũng có một số trường hợp là cái lớp tế bào hạch nó sẽ tiếp tổn thương, nó thể hiện nó sớm hơn, không phải là tế bào hạch chết thì cái lớp sợi nó còn sống nữa, nó cũng chết theo thôi, nhưng mà cái vị trí cái vị trí đấy chúng ta chưa phát hiện được ra thôi, do cái độ nhạy của cái phương pháp đo nó chưa phát hiện được. Là chúng ta có thể là tạm thời coi nó như là bình thường. Thế còn cho nên là đối với bệnh nhân này thì chúng ta thấy là vẫn có cái yếu tố là tổn thương của các tế bào hạch, kèm theo là có tổn thương của nhãn áp và cái dây trên D khá là cao, thì tôi vẫn nghĩ rằng là đây là cái bệnh nhân này là có glaucoma, và cái việc chúng ta điều trị hạ nhãn áp xuống khoảng độ 30% là cần thiết. Thì tôi xin nhấn mạnh là chúng ta nên điều trị hạ nhãn áp 30% và chúng ta vẫn thể tiếp tục theo dõi một cách chặt chẽ bệnh nhân này. Tiếp theo này, đánh giá chiều dày lớp tế bào hạch võng mạc có tác dụng gì trong glaucoma ạ? Tiếp tế bào hạch của bạn Thúy Vi nhé. Tế bào hạch thì người ta không đo ở võng mạc mà người ta đo ở hoàng điểm, vì cùng hoàng điểm là tập trung 50% tế bào hạch, thế còn phần toàn bộ phần còn lại là mới có 50% thôi, nên là chúng ta đo ở những vùng khác thì nó khá là mỏng nên là nó ít giá trị, còn nó tập trung rất nhiều ở vùng hoàng điểm nên là chúng ta sẽ đo chiều dày lớp tế bào hạch ở vùng hoàng điểm. Đây là một cái thông số khá là thú vị trong cái việc phát hiện sớm bệnh glaucoma các bạn. Nếu mà chúng ta có cái yếu tố này, là có tổn hại lớp tế bào hạch vùng hoàng điểm, thì chúng ta cũng có thể nghĩ tới bệnh nhân này có bệnh glaucoma. Tất nhiên chúng ta chỉ nghĩ tới thôi, và cứ việc nghĩ tới đấy thì khiến chúng ta phải tìm thêm những dấu hiệu khác. Thế còn nếu mà chỉ có thoái hóa tế bào hạch hoàng điểm đơn thuần, còn tất cả những yếu tố khác không có của glaucoma, thì đôi khi nó là cái bệnh lý khác của vùng hoàng điểm, hoặc là có một số cái bệnh bẩm sinh di truyền, ví dụ như là tetanus, tức là bệnh những cái một số bệnh mù màu ấy, nó cũng là nó bị tổn thương các cái lớp tế bào hạch, và nó cũng làm tổn thương các tế bào nón và các tế bào hạch, cho nên là có thể cái lớp tế bào hạch của bạn cũng giảm đi. Tuy nhiên là nếu mà có cái yếu tố đó thì cũng đến một cái gợi ý tốt để chúng ta cần phải tìm hiểu thêm những cái yếu tố khác trong cái chẩn đoán glaucoma. Tiếp theo xin trả lời bạn Mai Anh Thư. Bạn Mai Anh Thư thì có một bệnh nhân là 33 tuổi, điều trị glaucoma 5 năm.
hiện tại thì đã ở giai đoạn trầm trọng, BCG là 0,9 cho đến thậm chí là 1, dùng bối thuốc hạ huyết áp vẫn là 19-20. CCT là 530, tức là bình thường. Đó. Tức là cái nhãn áp này là nhãn áp đúng. Thì em nên làm gì? Bây giờ thế này em nhé. Nhãn áp 19-20 mà với bệnh nhân nhãn áp, với bệnh nhân CCT là 9 phần 10 thì không bao giờ là nhãn áp đích cả. Ở cái giai đoạn này thì nhãn áp của người ta tối thiểu là phải 15, thậm chí là phải dưới 15 thì mới là cái nhãn áp đích. Và tất nhiên là để tính từ ra nhãn áp đích thì chúng ta phải xem lại cái bài nhãn áp, trong đó sẽ có công thức tính nhãn áp, rồi có chỉ số Z, tham số Z, vân vân. Nhưng mà kiểu gì thì nó phải dưới 15. Cho nên là nhãn áp mà 19-20 thì không bao giờ là nhãn áp đích cho cái bệnh nhân của cô mà lão ngài 9 trên 9 phần 10. Đấy. Thì bây giờ em chỉ có cách là em phải hạ thêm nhãn áp thôi. Thì với bệnh nhân mà đã dùng thuốc rồi, dual track Simbrinza, tức là chúng ta có này, dual track thì chúng ta có track cả timolol, và Simbrinza thì chúng ta có là bimodin cộng với cả azoth, tức là chúng ta có bốn loại thuốc rồi mà nhãn áp vẫn 19-20 thì có lẽ là trong những trường hợp này chúng ta phải phẫu thuật em ạ. Phẫu thuật lỗ giò nó sẽ làm giảm nhãn áp đi tốt hơn là đối với cả dùng thuốc. Và nếu như bệnh nhân còn trẻ, tức là tuổi mới 33 thôi, thì cần phải làm phẫu thuật cắt bè cộng với cả áp thuốc mitomycin C thì nó có thể hạ được cái nhãn áp. Và cái nhãn áp đích trong trường hợp này thì phải là từ 15 trở xuống. Đấy là tôi sẽ có đôi chút lời tâm sự với bạn Mai Anh Thư nhé. Rất là cảm ơn em đã tham gia cái diễn đàn này. Tiếp theo bạn là xin thầy cho biết là sử dụng nhãn áp hơi thì nó hơi như nào bình thường, và sử dụng nhãn áp hơi thì em thấy chỉ số thấp hơn nhãn áp là cốt. Nhãn áp hơi thì là một phương pháp đo mà cũng khá là hiện đại, tuy nhiên thì cái độ tin cậy của nó không cao em ạ. Bởi vì khi đo thì bệnh nhân có thể người ta có đảo mắt, chớp mắt này, thì cái hơi nó phụt mắt, thì đối đa số thì người ta vẫn giữ, nhưng mà cũng cá biệt có những người là không giữ được mắt nên là sẽ mắt nó sẽ tự nó đưa mắt, hoặc là người ta nhắm mắt vào. Đây là cái sai số trong cái nhãn hơi là khá là cao. Thì cái vai trò của nhãn hơi hiện nay là chỉ dùng để khám sàng lọc, có nghĩa là khám lần đầu. Thế nếu mà nhãn áp nó bình thường thì thôi thì tự nhiên thì coi như là nó bình thường, nhưng mà nếu mà nhãn áp nó cao hơn bình thường, hoặc là nó hơi một chút nghi ngờ, hoặc là nó cao hẳn lên, thì chúng ta cần phải đo lại bằng cái nhãn áp kế khác. Thì chúng ta không thể nói dựa vào nhãn hơi mà chúng ta nói nhãn áp cao rồi em nhé. Tuy nhiên nếu mà nó là bình thường thì chúng ta có thể nói được là nó không cao ở cái thời điểm đo thôi, vì để mà nói được cái nhãn áp bình thường là rất là khó. Tuy nhiên là chúng ta có thể nói là tại cái thời điểm đo này thì nhãn áp nó đang bình thường thì được. Thì chỉ số của nhãn áp hơi thì nó cũng tương đương như là nhãn áp của Kuhlmann, nếu mà có so sánh, một số người nghiên cứu đã có so sánh thì nó cũng chênh nhau khoảng 1 mm Hg. Thì với bác sĩ lâm sàng của chúng ta thì 1 mm Hg nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều, cho nên là nó cũng tương đương nhãn áp của Kuhlmann, có nghĩa là nó khoảng từ 8 đến 20 mm Hg. Thì còn nếu mà em thấy nó đã cao 30 chẳng hạn thì hãy cứ cảnh giác, có thể là cao đấy nhưng mà cũng có thể là do cái lỗi của đo thôi, thì em cần phải khẳng định bằng nhãn áp cái khác. Thế còn khi dùng hơi thì thường thấp hơn nhãn áp Malakoff và Goldman thì cái này không đúng nữa. Có thể thấp hơn Malakoff, nhưng mà đối với Goldman thì người ta thường người ta cái máy mà người ta làm là hiệu chỉnh sao cho đấy, một cái loại nhãn áp kế người ta đưa ra đời, cho nó ra đời thì thường người ta hiệu chỉnh sao cho nó sát với cả nhãn áp kế Goldman. Chứ còn nó không cái với nhãn áp hơi nếu mà chỉ số nó tốt thì nó sẽ tương đương cả nhãn áp kế Goldman. Tiếp theo thì của một bạn có hỏi là trẻ bị glaucoma bẩm sinh có trục nhãn cầu dài, làm thế nào để phân biệt được sự dài đó là do glaucoma hay do quá trình tiến triển trục nhãn cầu bình thường của trẻ. Thì trước hết là em đã nói là glaucoma bẩm sinh nên em đã chẩn đoán rồi còn gì nữa, em đã chẩn đoán là glaucoma bẩm sinh rồi còn gì nữa. Thế còn cái trục nhãn cầu dài ra thì đấy thì trên mắt mà glaucoma bẩm sinh, tức là đã chẩn đoán glaucoma rồi, bây giờ trục nhãn cầu lại dài ra thì chúng ta phải nghĩ rằng đấy là do tiến triển của bệnh glaucoma đấy. Thế còn người bình thường thì cái nhãn cầu nó có thể lớn hơn một chút, thế nhưng mà nó rất là ít, nha nha. Trong cái việc mà tính toán công suất của thủy tinh thể là thấy là đến 7 tuổi là nó không phát triển nữa rồi, để chúng ta có thể áp dụng công thức như người lớn. Thế còn nếu mà nó dưới 7 tuổi thì lúc ấy chúng ta phải tính bù trừ cái chiều dài trục nhãn cầu, thế để thấy rằng là
ở trẻ em thì cái sự phát triển chủ nhân cầu nó cũng rất là ít thôi. Thế còn nếu mà chúng ta thấy nó có sự dài ra một cách rõ rệt thì trên cái mắt lại là gấu côn nữa, thì chúng ta có thể nghĩ rằng đấy là do tính của bệnh rồi cô. Tiếp theo của bạn là Thúy Vận Thủy, tức là bệnh nhân nam 25 tuổi, nhãn áp một mắt mắt phải 18, mắt trái 23, đây trên đây là 0.6, OCT gai thị bình thường, tế bào hạch suy giảm. Tôi hỏi nguyên nhân này nên theo dõi như thế nào, có chỉ định điều trị chưa? Đấy, thì cũng tương tự như những câu hỏi trước thôi, thì tôi thấy là bệnh nhân này của em là có cái mức độ nhãn áp nó cũng hơi chênh vênh 23, có OCT có gai thị 0.6, tức là nó cũng ở cái ngưỡng mà chúng ta cần phải cân nhắc nhiều, chưa khẳng định nhưng mà cân nhắc nhiều. Gai thị thì vẫn bình thường, thế nhưng mà tế bào hạch thì có suy giảm, thì rất có thể đây là một cái glaucoma cô ở giai đoạn sớm, rất có thể ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên nếu mà OCT nó vẫn bình thường thì tôi cần làm thêm cái thị trường nữa nhé. Đấy. Thì trong chẩn đoán glaucoma thì thị trường và OCT nó là hai cái yếu tố mà chúng ta cần phải, nhiều khi chúng ta cần phải cả hai, vì hầu hết là người ta đều nói rằng là OCT thì xuất hiện sớm hơn, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Thật hầu hết thì OCT và thị trường là nó tiến triển là tương đồng với nhau, tức là cùng tổn thương nó tương đồng nhau. Tuy nhiên thì ở một số trường hợp thì OCT nó có thể xuất hiện tổn thương sớm hơn, nhưng ngược lại cũng có một số trường hợp là trên thị trường nó tổn thương sớm hơn. Nhưng còn hầu hết là nó tương đồng với nhau. Thế cho nên là chúng ta cần phải thêm một yếu tố là thị trường nữa. Thì bệnh nhân này chúng ta hãy làm cái thị trường Humphrey với cái tiến trình là 242 nhé, để mà xác định thêm. Thế còn nếu mà giả sử chúng ta chưa kịp làm thị trường thì đối với bệnh nhân này tôi cũng chỉ nói với em là, cái trường hợp này là nghi ngờ bị glaucoma mà cái khả năng bị glaucoma là khá là cao. Cái việc điều trị theo tôi là chưa cần thiết, bởi vì cái trường hợp mà OCT nó vẫn bình thường, tức là nếu có tổn thương đi chăng nữa thì nó cũng rất là ít thôi, thì em có thể chờ đợi thêm, một là khẳng định qua cái thị trường, hoặc nếu trường hợp thị trường nó cũng bình thường nữa thì em có thể chờ thêm sau thời gian là 6 tháng thì em cho làm lại cái tiến triển, và nếu mà nó có tiến triển thì lúc đấy chúng ta bắt đầu điều trị. Thế còn nếu mà chỉ chẩn đoán là giai đoạn này thì tôi vẫn nghĩ là bệnh nhân này là có nghi ngờ glaucoma ở mức độ cao. Câu có lẽ là câu trả lời cuối cùng, nhãn áp Stuart với mắt là cốt thì là nào đáng tin cậy hơn? Nhãn áp mà mắt là cốt áp Stuart là nó có cái khá là tương đồng nhau, là nó đều là nhãn áp tiếp xúc, tức là nó phải đè vào mắt bệnh nhân và đều đỏ tư thế nằm. Thì ở châu Âu thì người ta trong những trường hợp mà phải đo nhãn áp thì người ta thường dùng Stuart, thế còn ở bên Nga và ở Việt Nam thì chúng ta dùng Malakoff. Nên là nếu mà chúng ta nói là Malakoff thì ở nước ngoài người ta không hiểu nó là cái gì đâu, nhưng mà người ta vẫn, nếu mà nói Stuart thì họ ok, người ta vẫn chấp nhận cái nhãn áp Stuart. Thì nhìn chung thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy là Malakoff thì nó có cái độ dao động nó thấp hơn là cái Stuart, còn cái Stuart thì cái độ dao động của nó cao hơn, là giữa các lần đo cái sự chênh lệch nó cao hơn. Cho nên là nếu như mà chúng ta phân vân giữa chúng ta cần Malakoff hay cần Stuart, thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy là cái Malakoff nó vẫn có cái độ tin cậy cao hơn là Stuart. Tuy nhiên là như tôi nói vừa nãy, tức là nếu mà chúng ta báo cáo ở nước ngoài thì chúng ta báo cáo là Malakoff thì họ sẽ reject, tức là họ sẽ hủy cái bài báo của chúng ta đi ngay, bởi vì người ta cũng không biết cái Malakoff là cái gì. Và đã kết thúc cái câu cuối cùng. Còn một bạn bây giờ lại nảy ra một câu hỏi là nhãn áp IKE, dùng IKE mà nhập ca không chính xác, hơi cao. Thì nhãn áp IKE thì nó theo một cái nguyên lý khác hẳn so với cả cái nhãn cái Goldman, là mắt Goldman nó là nhãn cái đè dẻm. Thế còn IKE thì nó là rebound, tức là nhãn áp nảy, tức là nó dùng một cái que nó đập vào cái giác mạc và cho nó đo cái lực nó phản hồi lại, cái lực nó nảy lại. Thế và cái công trình nghiên cứu về nhãn áp cái Malakoff so sánh với cả nhãn áp cái Goldman thì bản thân tôi cũng đã làm cái nghiên cứu và đã đăng ở cái tạp chí của nhãn khoa của khu vực, cái tên này chỉ đăng ở trong khu vực của chúng ta thôi, cái tạp chí IC
thì tôi thấy là cái nhà đáp kế IKEA thì cái giá trị nhà đáp kế trung bình nó lớn hơn của Malaco, à xin lỗi, lớn hơn của Goldman là khoảng 1 đến 1,5 mm thủy ngân, có nghĩa là nó cao hơn nhưng mà chỉ cao hơn một chút thôi. Thế cho nên là nếu như mà em dùng IKEA thì em cứ yên tâm là chúng ta cứ trừ đi 1 thì nó sẽ ra cái Goldman. Thế còn đo mà thấy nó cao thì có thể do cái lỗi đo, tức là chúng ta đo chưa đúng. Vì khi cái yếu tố đảm bảo cái độ chính xác là cái đầu của chúng ta, thứ nhất là phải đo vào vị trí trung tâm của giác mạc, và thứ hai là phải đo vuông góc với cái trục thị giác thẳng hàm, tức là đo vuông góc cái giác mạc của nó thẳng với cái trục thị giác thì cái kết quả nó sẽ chính xác. Còn nếu mà chúng ta đo bị nghiêng, bị chéo, tức là lúc đấy thì cái chiều dày giác mạc nó sẽ tăng lên, nếu mà chúng ta đo vào cái nó đập theo cái hướng chéo thì rõ ràng cái chiều dày nó sẽ tăng lên, thì như vậy là cái nó sẽ cao hơn. Đấy là tại sao nó lại có sự chênh lệch. Và nếu mà chúng ta đo đúng thì cái sự chênh lệch nó chỉ là 1 mm thủy ngân.